Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 44. Thấy cô ta khập khiễng tập quyền, Tề Đẳng Nhàn càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, cô nàng này đúng thật là đam mê võ nghệ, bắt đầu học võ là không muốn để lỡ ngày nào, cứ rảnh rỗi là đứng ra luyện tập. Ngặt nỗi trước giờ Dương Quan Quan luôn tự đánh giá bản thân quá cao, một bên đùi đau nhức, chân trụ cũng không vững, cơ thể ngay lập tức mất cân bằng như muốn ngã xuống. Tề Đẳng Nhàn hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này được. Chờ cho thư ký Dương ngã xuống, hắn vội dang rộng vòng tay ôm cô ta vào lòng, đến tay cũng đặt rất đúng chỗ. À, anh đúng là cái đồ lưu manh, mau bỏ tôi ra, đây là bệnh viện đấy, để người khác thấy được còn ra thể thống gì chứ, anh có còn là người nữa không? Dương Quan Quan kêu lên. Thư ký Dương, tôi không phải là người nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tay nhân tiện còn tăng thêm chút lực. Dương Quan Quan nghiến răng nói, anh so với vị danh thiết nhất lang còn kém hơn 3 phần. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy kém hơn một chút cũng được, ngược lại người thắng lớn là hắn cơ mà. Dương Quan Quan trực tiếp bảo Tề Đẳng Nhàn cho trực đêm bệnh đống, chân thư ký Dương bị thương nên rất bất tiện, nhưng dù sao cũng không nhất thiết phải cử động, mọi việc đều giao cho Tề Đẳng Nhàn giải quyết. Dù sao Dương Quan Quan cũng không phóng túng được như yêu nghiệt Lý Vân Uyển. Bảo thế nào cũng thấy thảm cảnh vừa nãy xấu hổ đến muốn động thủ giết người. Tề tiên sinh, không biết anh có ở nhà hay không, thiếu đà, văn thiếu muốn đến thăm anh. Tề Đẳng Nhàn đang lúc long chiến vu dã thì Tần Đường Ngọc gọi điện thoại tới. Vốn ban đầu muốn gọi Văn Tư Thuận là thiếu đà chủ nhưng sau khi suy nghĩ lại, thấy tên gọi đó không ổn nên mới đổi thành tên khác. À, tôi không có ở nhà, có điều lát nữa là về rồi. Cứ bảo anh ta đợi tôi thêm nửa tiếng đi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp. Cuộc gọi vừa cúp, Tần Đường Ngọc không khỏi đỏ mặt kêu khinh một tiếng, thầm mắng, khó tránh uống phải thuốc bổ rồi, giữa ban ngày ban mặt mà lại, chấm ans hư chứ ai hư. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, cảm giác cơ thể mệt mỏi cũng không còn nữa. Đi đây, cô nghỉ ngơi cho tốt, ở lại quan sát tình hình sức khỏe 2 ngày rồi hãng xuất viện. Trước lúc rời đi, Tề Đẳng Nhàn cười tươi nhắc nhở Dương Quan Quan. Tên khốn nhà anh không tới tôi mới thong thả nghỉ ngơi được thì có. Dương Quan Quan tức giận nói. Này, Tề Đẳng Nhàn vui vẻ, vậy tối nay tôi sẽ đến. Dương Quan Quan tức giận nói, anh đến thì tôi khóa trái cửa. Đợi cho đến khi bóng dáng của Tề Đẳng Nhàn dần dần biến mất, Dương Quan Quan mới thở dài, đưa tay ôm lấy hai bên gò má đỏ ửng, có chút bất đắc dĩ. Hẳn là cô ta bị chuốc thuốc đến mê muội rồi, ở bệnh viện sao lại xảy ra thứ chuyện hoang đường như vậy được. Sau khi rời khỏi chỗ Dương Quan Quan, Tề Đẳng Nhàn lập tức đổi qua một bộ đồ mới. Bộ trên người hắn tối qua đến nay vẫn chưa kịp thay ra, cẩn thận ngửi qua vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh đặc và thuốc súng, mặc lên trên người rất ngứa ngáy khó chịu. Vừa thay xong một bộ quần áo bình thường vừa vặn hơn, chuông cửa bên ngoài cùng lúc vang lên. Lúc nghía sang đã thấy Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận đang đứng phía ngoài sân. Tề tiên sinh, Văn Tư Thuận thấy Tề Đẳng Nhàn mở cửa, anh ta chủ động ôm quyền chắp tay, gặp người thật sâu. Không cần khách khí, Tề Đẳng Nhàn có hơi bất ngờ, sau đó vỗ vai anh ta, ý bảo không cần cúi người thêm nữa. Cũng đều là võ giả như nhau, tự nhiên hành lễ lớn như này là biểu đạt ý gì, không nói cũng rõ. Vì đều luyện võ trong giới. Ai nấy đen trắng phải rõ, có nhiều chuyện cầm lên được bỏ xuống được cũng được coi là một loại dũng cảm. Tề Đẳng Nhàn giúp Văn gia đòi lại 600 triệu tiền nợ, chuyện này đối với Văn gia mà nói không khác gì ơn nghĩa sinh thành, cho dù Văn Tư Thuận trước kia thủ oán với hắn lớn đến cỡ nào, hiện giờ cũng đành phải tạm thời gác chiến. Tề Đẳng Nhàn mời hai người bọn họ vào trong sân uống trà, Văn Tư Thuận đem theo bao nhiêu quả vật quý giá đến, Tề Đẳng Nhàn đều lịch sự nhận hết bấy nhiêu. Những quả vật này nhất định phải nhận, lỡ như buông lời từ chối thì chính là đang coi thường chủ ý của bọn họ. Tuy rằng xã hội hiện đại không giống khi trước, rất nhiều quy tắc cũ không còn được thực thi nữa, nhưng với võ giả bọn họ mà nói, vô số quy tắc truyền thống vẫn được lưu truyền rộng rãi trong giới. Nghe qua sẽ thấy cổ hủ, nhưng nếu không phải người trong giới tuyệt đối sẽ không hiểu được. Mẹ của tôi vô cùng biết ơn Tề tiên sinh, nhưng vì thân thể của bà không thuận tiện. Không thể đích thân đến đây nên ngỏ ý muốn mời anh đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm. Văn Tư Thuận vào thẳng vấn đề chính. Lúc anh ta nói chuyện,
giọng điệu có vài phần yếu ớt, nói rõ ra là bị hụt hơi, cái này cũng là do trước kia đấu với Tề Đẳng Nhàn bị hắn đả cho trọng thương dẫn đến lưu lại di chứng, nếu không dành ra vài tháng hoặc 2-3 năm tu dưỡng, đoán không chừng sẽ không thể phục hồi lại giọng nói. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt cười, nói, được, tôi sẽ đi, văn phu nhân khách khí quá rồi. Ba người đều là dân luyện võ, ngồi trong sân tán gẫu một hồi, mọi hận thù ân oán trước kia đều bay biến đi mất. Tần Đường Ngọc thắc mắc, Tề tiên sinh, anh làm sao có thể luyện được võ công mạnh mẽ như vậy? Văn thiếu với tôi đều rất muốn biết. Nghe xong câu hỏi của Tần Đường Ngọc, hai mắt Văn Tư Thuận sáng lên, bản thân anh ta cũng muốn biết Tề Đẳng Nhàn tuổi còn trẻ mà đã có bí quyết luyện võ công cao cường như thế. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một lúc rồi hắng giọng. Hai người kia ngồi vào tư thế nghiêm chỉnh chăm chú chuẩn bị nghe hắn giảng giải. Nếu muốn có tinh thần sảng khoái và kéo dài được tuổi thọ thì cứ nốc rượu, hút thuốc, ăn thịt mỡ, ngủ muộn dậy muộn, không cần rèn luyện, kết bạn với người khác giới nhiều hơn là được. À cái này! Cả Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận bốn mắt nhìn nhau. Cứ ngỡ rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ thốt ra lời vàng ý ngọc có thể khiến mắt người khác sáng ngời ngợi, kết quả lại là một câu như vậy. Hút thuốc, uống rượu rồi ăn thịt mỡ, kết bạn với người khác giới nhiều hơn. Khó trách anh lại ngỗ nghịch như vậy, Tần Đường Ngọc mắng thầm. Văn Tư Thuận dở khóc dở cười, nói, Tề tiên sinh, thật lòng chúng tôi rất muốn được anh chỉ bảo cho, đừng lừa gạt chúng tôi như vậy chứ. Tề Đẳng Nhàn đáp, đùa thôi, mấy người đừng để ý. Nếu muốn luyện công phu thật tốt thì thiên phú chính là quan trọng nhất, sau đó mới kể đến nỗ lực cố gắng. Tôi có thể luyện đến trình độ như vậy chính là do vừa có thiên phú vừa có nỗ lực, chủ yếu hơn chính là, lúc tôi luyện công, chỉ cần hơi không cố gắng một chút thôi rất có thể sẽ bị người ta đánh chết. Mỗi ngày lăn lộn trên ranh giới sinh tử, công phu cũng tự nhiên mà tiến bộ nhanh chóng. Thời xưa đều có các đại cao thủ xuất hiện nguyên nhân cũng đại khái như thế. Bởi vì quốc gia loạn thế nên thường xuyên phải đối mặt với các cuộc chiến sinh tử. Hai người nghe được liền liên tục gật đầu, đây mới là lời thật, cái gì mà hút thuốc uống rượu rồi ăn thịt mỡ, tất cả đều là lời trêu chọc. Tề Đẳng Nhàn nói, ngoài ra, điểm này cũng rất quan trọng. Văn Tư Thuận tò mò hỏi, đó là cái gì vậy? Đó là trời sinh một cách kỳ diệu, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận suýt chút nữa thì té ngã khỏi ghế nhưng lại đồng thời có cùng suy nghĩ đập đầu chó của Tề Đẳng Nhàn ngay tại chỗ. Lại có người chơi như vậy sao? Còn võ đức hay không vậy? Võ đức là phẩm chất cao quý của người học võ, dạy võ là hành trang không thể thiếu của người dụng võ. Tề Đẳng Nhàn thấy mặt cả hai đều xanh lè liền không ngừng cười ha ha, đó chính là cảnh giới tư tưởng. Đã từng nghe qua câu này chưa? Thân thể sẽ chết nhưng tư tưởng lại không chết. Tần Đường Ngọc thật sự sợ Tề Đẳng Nhàn lại cho bọn họ một câu quỷ quái, đó chính là cao nguyên thanh tạng, cô ta phải để hắn biết thế nào là cực hạn, dù cho có mất mạng đi chăng nữa. Câu này không phải đùa giỡn, tư tưởng rất quan trọng. Nếu cô tư tưởng đúng lúc, có thể định vị chính xác vị trí bản thân, từ đó tạo ra sự biến đổi trong tâm trí và góp phần rửa sạch thân thể. Thứ này, thật giống như quyền ý vậy. Lại nói đến hư đầu ba não, nhưng thực ra là không thể không có. Tề Đẳng Nhàn nói tới đây rốt cuộc cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn trò đùa lộn xộn nào khiến người khác cảm thấy ghê tởm nữa, đã thật sự cùng thảo luận với hai người họ. Uống trà xong xuôi thì thời gian cũng không còn sớm. Văn Tư Thuận đứng dậy nói, mẹ tôi ở nhà có làm cơm tối muốn mời Tề tiên sinh tới thưởng thức. Dù sao nếu không có anh ra tay, chỉ sợ Văn gia chúng tôi đã sụp đổ. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, vậy chúng ta đi thôi. Hắn chọn hai món lễ vật đi theo Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc đến Văn gia, cũng gặp được Văn Phu Nhân. Văn Phu Nhân là người rất ôn hòa, đối xử với người khác đều nho nhã lễ độ, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng rất dễ nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ trên người bà, Tề Đẳng Nhàn như nhìn thấy chút bóng dáng của mẹ mình, dịu dàng phảng phất chút ý chí kiên cường. Ta nghe Tiểu Tần nói hiện giờ Tề tiên sinh đang là đả chủ của Long Môn. Văn Phu Nhân cười nhã nhặn với Tề Đẳng Nhàn, chuyện vui như này còn chưa kịp chúc mừng cậu. Văn Phu Nhân khách sáo rồi, Tề Đẳng Nhàn chỉ nhoẻn miệng cười cười. Đả chủ của tổ chức Long Môn,
hắn còn chẳng cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải Lý Hà Đồ kia cứ lì lợm đến tìm hắn, hắn cũng lười để ý tới. Văn phu nhân nói tiếp, Tề tiên sinh đã giúp ta chuyện lớn như vậy mà ta lại chẳng có gì để báo đáp. Tần Đường Ngọc nghe đến đây không ngừng run rẩy, cô ta sợ Tề Đẳng Nhàn này lại nói ra mấy lời như lấy thân báo đáp, toàn là mấy lời linh tinh cợt nhả. Chẳng qua cũng may nhị đương gia không phải là người có giới hạn thấp như vậy, chỉ lẳng lặng đứng nép sang một bên lắng nghe. Ở trước mặt cấp dưới của người chồng quá cố, ta cũng có quyền lên tiếng đôi ba lời. Nếu Tề tiên sinh cần, đến lúc đó ta có thể đứng ra nói vài câu cho Tề tiên sinh. Văn phu nhân thoải mái nói. Ha ha, cái này có thể sẽ có lúc cần đến, cảm ơn văn phu nhân trước. Tề Đẳng Nhàn chắp tay khách sáo nói. Trong lúc nói chuyện, văn phu nhân bỗng nhiên quay đầu ho khan hai tiếng. Mặc dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn dễ dàng nghe được một trận đau thấu tim gan. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Văn Tư Thuận vội đặt đũa xuống, tới vỗ vỗ lưng cho văn phu nhân, sắc mặt có chút khó coi. Mẹ không sao, con không cần để ý. Văn phu nhân lắc đầu nói. Tần Đường Ngọc nói với Tề Đẳng Nhàn, sau khi sư phụ ta qua đời, vợ ông ấy liền sinh bệnh. Dù có chữa như thế nào cũng không trị được, cũng không biết là đang có bệnh gì. Tề Đẳng Nhàn nhìn vệt màu đen hiện ra giữa hai hàng lông mày của văn phu nhân lúc ho khan liền nhíu mày. Hay là chúng ta cứ đáp ứng yêu cầu của bọn họ? Văn Tư Thuận hỏi. Không được, những người đó tham vọng rất lớn, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con tuyệt đối không được đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Sắc mặt văn phu nhân trầm xuống, bỗng nhiên vô cùng nghiêm khắc nói. Tần Đường Ngọc liền giải thích là như này. Người của nước Kiệt Bành nói bọn họ có thể chữa khỏi bệnh của bà ấy nhưng lại đưa ra một vài yêu cầu, muốn thiếu gia văn giúp bọn họ làm việc, hơn nữa, còn muốn dùng tiềm năng ảnh hưởng của lực lượng cũ của sư phụ ta. Tề Đẳng Nhàn đã hiểu rõ, ra ngọn nguồn mọi chuyện là như thế. Văn phu nhân quay đầu lại, nhìn Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười một tiếng, để cho Tề tiên sinh chê cười rồi, ta có chút bệnh nhỏ, cậu không cần để ý, ăn cơm thôi. Văn phu nhân nhớ giữ gìn sức khỏe, Tề Đẳng Nhàn nói. Bữa cơm này vốn là muốn ăn uống bình thường nhưng luôn có một số người không muốn để bầu không khí này kéo dài. Vừa ăn cơm xong, mọi người đang uống trà sau bữa tối, tâm trạng đều vui vẻ lại có khách không mời mà tới. Chị dâu, em lại đến thăm chị đây. Một người đàn ông cười to đi vào, gọi văn phu nhân là chị dâu. Sắc mặt của Văn Tư Thuận trở nên lạnh lùng, Đường Văn Trác. Chú tới đây làm gì vậy? Nơi này không chào đón chú. Đường Văn Trác là người anh em cùng Văn Dũng Phu chiến đấu năm đó, cũng coi như là người có thế lực nhất trong những cấp dưới cũ của Văn Dũng Phu. Chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó, sau khi Văn Dũng Phu chết, Văn gia và anh ta liền trở mặt với nhau. Đường Văn Trác vờ như không nghe thấy, cười nói, yo, trong nhà có khách à? Anh ta dùng ánh mắt khinh thường đảo qua Tề Đẳng Nhàn. Chỉ cảm thấy đây là một người trẻ tuổi bình thường, không có gì đáng chú ý. Văn Trác, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không đứng ra ủng hộ cậu. Văn phu nhân sau khi nhìn thấy Đường Văn Trác thì không ngừng nhíu mày, trực tiếp thốt ra lời không hề khách sáo. Một người dịu dàng như bà có thể nói ra những lời thẳng thắn như vậy, nhất định là rất chán ghét loại người này. Đường Văn Trác lại nói, chị dâu, mục đích của con người tùy thời đều sẽ thay đổi mà. Chỉ cần một câu của chị, em lập tức có thể giải quyết khốn cảnh hiện giờ của Văn gia. Văn phu nhân lạnh lùng nói, cậu hợp tác với người của nước Kiệt Bành khiến tôi rất khó chịu, đi ra ngoài. Đường Văn Trác liền nói, những người Kiệt Bành kia đều cùng một sư môn với cháu trai Tư Thuận, xuất thân từ Nham Toái Lưu tiếng tăm lẫy lừng. Con trai ta chỉ theo học tại Nham Toái Lưu mà thôi chứ không phải bán đứng lợi ích của quốc gia mình. Ngữ khí văn phu nhân càng lúc càng lạnh lùng. Vô cùng khó chịu đối với Đường Văn Trác. Nghe thấy những lời như vậy, Đường Văn Trác cũng không hề giận dữ mà chỉ nói tiếp bằng giọng rất đĩnh đạc, chị dâu à, bây giờ không còn giống thời đại trước nữa, có phải cứ hợp tác với người ngoại quốc là đang bán đứng lợi ích quốc gia đâu nào? Tôi thấy là chị đang đòi hỏi quá nhiều thứ rồi đấy. Nếu như chị đứng ra ủng hộ tôi, nói giúp tôi, thì tôi đảm bảo là tôi sẽ giải quyết tình cảnh khốn khổ của nhà họ Văn hiện tại chỉ trong một nốt nhạc. Đừng nói là 600 triệu, có là 6 tỷ thì tôi cũng sẽ nghĩ được cách để giải quyết giúp chị mà.
hơn nữa chị còn mang bệnh trong người, tôi có quen những người có năng lực rất tài giỏi ở bên phía Nhật Bản, tôi đảm bảo bọn họ có thể chữa khỏi cho chị. Đường Văn Trác vừa nói vừa vỗ ngực ra vẻ ta đây. Hiện giờ hiền chất tư thuận của tôi đã bị thương, không còn dũng mãnh lợi hại như năm đó nữa, Tiểu Tần cũng không khác gì, lẽ ra chị nên suy nghĩ lại vì bọn chúng mới phải. Sức khỏe chị thế này, lỡ như bây giờ gục ngã, thì đến lúc đó sẽ chẳng ai có thể gánh vác được nhiều người như vậy đâu. Những lời sau cùng của anh ta có chút gì đó như là đe dọa, tuy cách nói thì quanh co lòng vòng nhưng ý tứ trong đó thì người ta lại nghe được rất rõ. Sắc mặt của Văn phu nhân trở nên vô cùng khó coi, bà trầm giọng nói, Đường Văn Trác, năm ấy chồng tôi đối xử với cậu đâu phải là tệ bạc gì, vậy mà sau khi anh ấy không còn nữa thì cậu lại tới ức hiếp đám mẹ góa con côi chúng tôi, cậu có còn biết xấu hổ hay không vậy? Cậu mà cũng dám tự xưng là anh em của chồng tôi sao? Đường Văn Trác lại nói, chị dâu nói gì mà sao nghe vô nghĩa quá, chị có biết trước khi đại ca mất thì anh ấy đang làm gì hay không? Tôi đang xin chị ủng hộ tôi để tiến hành hợp tác với bên phía Nhật Bản, nếu như anh ấy vẫn còn sống thì nhất định anh ấy sẽ gật đầu đồng ý mà thôi. Khi nghe Đường Văn Trác nói những lời này, một vài suy nghĩ lại lóe qua trong lòng Tề Đẳng Nhàn. Lần trước Văn Dũng Phu chạy tới tận Trung Hải xa xôi, kỳ thực mục đích chủ yếu của ông ta là giết Trần Ngư, việc báo thù cho đứa con trai Văn Tư Thuận chỉ là chuyện xếp hàng thứ yếu. Những người muốn Trần Ngư chết phần lớn chỉ có nhà họ Triệu hoặc là những thế lực có quan hệ với nhà họ Triệu. Mà ngày hôm qua Tề Đẳng Nhàn đã tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Điềm Gở cùng với những cao thủ kiếm đạo của phái Nham Toái Lưu đến từ Nhật Bản trà trộn vào trong đó, bọn họ liên thủ với nhau để phục kích Ngọc Tiểu Long, mưu đồ thâm độc. Mà vốn dĩ nhà họ Triệu chính là những kẻ chủ động đề nghị chuyện sử dụng tiểu đội Điềm Gở. Nếu như anh ấy còn sống thì tôi sẽ không quan tâm anh ấy muốn làm gì, tôi đây chẳng qua chỉ là phận đàn bà con gái, chủ nhân của gia đình còn sống thì không tới lượt tôi nói chuyện. Nhưng bây giờ anh ấy đã không còn nữa, vậy thì tôi sẽ đứng ra chủ trì mọi chuyện, tôi đã không đồng ý thì cậu có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Giọng nói của Văn phu nhân vô cùng kiên định, bà nói xong thì lập tức vung tay lên rồi nói với Văn Tư Thuận, con trai à, tiễn khách đi. Văn Tư Thuận quay đầu nói với Đường Văn Trác, Đường Văn Trác, xin mời, nơi này không chào đón ông đâu. Sắc mặt của Tần Đường Ngọc cũng trở nên cực kỳ khó coi, cô ta nhìn chằm chằm Đường Văn Trác bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như các người đã không khách khí như vậy thì cũng đừng có trách tôi. Giọng điệu của Đường Văn Trác rất lạnh lùng, có vẻ anh ta còn hơi giận dỗi nữa chứ. Chủ tịch ngân hàng Ngô à, ông cứ vào đi. Trước tiên ông cứ trực tiếp lấy đi hết tất cả mọi thứ trong cái nhà họ Văn này đi. Còn những sản nghiệp mà bọn họ đang đứng tên cũng vậy, ông cứ lấy hết đi mà thế chấp cho ngân hàng, xin đừng khách sáo. Bên ngoài phòng vẫn còn có một người khác, chính là chủ tịch ngân hàng Mado, ông ta nghe thấy Đường Văn Trác nói vậy thì vừa cười ha ha vừa bước đến. Sắc mặt của Văn phu nhân vô cùng khó coi, Đường Văn Trác, đúng thật là cậu cái gì cũng dám làm. Năm ấy Văn Dũng phu nhận cậu làm anh em kết nghĩa, anh ấy đã nhìn lầm người rồi. Đường Văn Trác tỏ ra khinh thường, Văn Dũng phu có coi tôi là anh em không? Những thành tựu huy hoàng mà ông ta đã từng đạt được trong quá khứ hoàn toàn đều là nhờ công lao của tôi bỏ ra cả, nếu không có tôi thì ông ta có là cái thá gì, làm chuyện gì cũng không xong. Tôi nể tình xưa nghĩa cũ mà nguyện ý gọi chị một tiếng chị dâu, đó đã là phúc phận trời ban của chị rồi. Nếu chị vẫn còn không thức thời hiểu chuyện thì cũng đừng trách tôi không nể mặt tình cảm ngày xưa. Văn Tư Thuận lập tức nổi trận lôi đình, anh ta tức giận nói, Đường Văn Trác, ông quá đáng lắm rồi đấy. Chỉ vì mẹ tôi không ủng hộ ông mà ông dám cấu kết với ngân hàng để tới đây trưng thu tài sản à. Năm đó cha tôi coi ông như thể tay chân máu mủ trên người mình, vậy mà khi ông ấy không còn nữa thì ông lại có thể làm ra những chuyện buồn nôn như vậy, liệu ông có còn biết xấu hổ hay không? Nếu không phải trên người tôi đang có thương tích thì ông còn dám nhảy nhót loạn xạ trước mặt tôi nữa à? Đường Văn Trác liếc mắt nhìn Văn Tư Thuận rồi tỏ ra khinh thường, nói, chỉ tiếc là bây giờ trên người cậu đang có thương tích, cậu chỉ là một tên phế vật chuyện gì cũng không hoàn thành được. Cậu tưởng trong mắt tôi thì cha cậu là cái thá gì? Tôi gọi ông ta một tiếng đại ca cũng chỉ vì tôi coi trọng ông ta mà thôi. Tề Đẳng Nhàn chép miệng một cái. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng đúng là nhà họ Văn đã từng làm không ít chuyện xấu xa,
hơn nữa còn khiến Văn Dũng Phu đã chết bị liên lụy, quả thực hắn không tiện chen chân vào. Nhà họ Văn cũng đã đòi được 600 triệu tiền cho vay nợ từ chỗ Triệu Mạn Nhi, hoàn toàn không sợ bị ngân hàng tịch thu tài sản, Tề Đẳng Nhàn cũng không cần ra tay giúp đỡ nữa, vì vậy hắn đứng dậy định phủi đít rời đi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không ngờ được rằng hành động đó của bản thân lại khiến Đường Văn Trác hiểu lầm. Ồ, này thằng nhóc con, cậu muốn ra mặt thay cho nhà họ Văn đầy à? Tôi khuyên cậu nên tự đái một vũng rồi soi mặt mình trong đó xem chính bản thân cậu có tư cách này hay chưa đã nhé. Bớt cái kiểu cái gì cũng chưa hiểu rõ mà đã muốn xía mũi vào đi, sau này nếu cậu có chết thì cũng chỉ có cha mẹ cậu là giúp cậu nhặt xác mà thôi. Đường Văn Trác cho rằng Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị ra mặt thay cho đám người Văn phu nhân, bèn không nhịn được mà cười lạnh rồi cảnh cáo hắn. Tề Đẳng Nhàn vốn đang chuẩn bị phủi đít bỏ đi, nghe xong những lời ấy thì không thể không ngạc nhiên sửng sốt, hắn chỉ vào mũi mình rồi hỏi lại, ông nói cha mẹ tôi nhặt xác cho tôi à? Đường Văn Trác lạnh lùng nói tiếp, không muốn bị liên lụy vào sự việc lần này thì mau cút đi. Anh ta quay đầu nhìn về phía chủ tịch ngân hàng Ngô, lại thúc giục, chủ tịch ngân hàng Ngô à, ông hãy bắt đầu đi, đừng có để tâm đến những lời rông dài cố kéo dài thời gian của bọn họ làm gì nữa. Chủ tịch ngân hàng Ngô gật đầu rồi nói, Văn Dũng Phu tiên sinh đã vay tổng cộng là 300 triệu từ chỗ ngân hàng chúng tôi, đến nay ông ấy vẫn chưa trả đủ, nếu như nhà họ Văn cũng không thể trả hết số nợ này thì ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành tịch thu toàn bộ tài sản mà nhà họ Văn đang có hiện giờ để làm công tác gán nợ. Văn Tư Thuận cười lạnh nói, chủ tịch ngân hàng Ngô à, vẫn còn một tháng nữa mới đến kỳ hạn trả hết số tiền nợ đó phải không? Ông vội vã làm gì vậy cơ chứ? Chủ tịch ngân hàng Ngô thản nhiên nói, xem xét tình hình trước mắt của nhà họ Văn, ngân hàng chúng tôi quyết định sẽ tiến hành tịch thu tài sản sớm nhất có thể. Chủ tịch ngân hàng Ngô, ngày xưa khi sư phụ tôi còn sống, cứ mỗi lần gặp mặt ông ấy là ông lại chẳng khác gì một con chó thấp hèn quỳ xuống khóc lóc van xin ông ấy cho ngân hàng của các ông vay tiền, bây giờ thì ông ăn nói cứng rắn đĩnh đạc quá nhỉ. Tần Đường Ngọc không nhịn được mà cười khẩu một tiếng. Sắc mặt của chủ tịch ngân hàng Ngô tối sầm lại. Sau đó ông ta nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nhà họ Văn bây giờ là cái thá gì cơ chứ? Ông đây muốn gây khó dễ cho các người như thế nào thì sẽ gây khó dễ cho các người như thế đó. Nếu các người không trả nổi tiền thì dắt nhau cút ra ngoài đường mà ở cho ông đây. Đường tiên sinh đã cho các người một cơ hội, vậy mà các người lại không thèm nhận lấy, các người còn trách được ai nữa cơ chứ? Chỉ là một đám phế vật vô dụng mà dám lên giọng đôi co với ông đây. Đường Văn Trác đứng ở một bên nở nụ cười tươi rói và đắc ý, nhà họ Văn hiện giờ đã không còn Văn Dũng Phu thì thậm chí đến cả con cọp giấy cũng không bằng, huống chi bây giờ cả Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc cũng đều mắc kẹt trong trạng thái tàn phế, bọn họ căn bản không thể tạo ra một chút sức uy hiếp nào đối với ông ta. Chẳng phải ngày hôm qua tôi vừa giúp các cô đòi lại 600 triệu hay sao? Cứ trả cho ông ta là được chứ gì, chứ đừng để con chó điên này sủa lung tung làm lỗ tai tôi không được yên bình nữa. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với Tần Đường Ngọc. Nghe được câu nói này, Đường Văn Trác không nhịn được mà phá lên cười. Chủ tịch ngân hàng Ngô đứng bên cạnh anh ta cũng sững sờ một lúc rồi bật cười theo. Này cậu nhóc trẻ tuổi, ba hoa bốc phét không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Rõ ràng là Đường Văn Trác không hề đặt Tề Đẳng Nhàn vào trong mắt, anh ta tiếp tục nói, nếu như cậu có thể lấy ra 600 triệu để giúp nhà họ Văn giải quyết tình hình khó khăn hiện giờ. Thì con mẹ nó chứ ông đây sẽ vừa quỳ vừa lết ra khỏi nơi này cho cậu xem. Ồ, nếu ông đã nói thì nhớ phải giữ lời đấy, lát nữa nếu như tôi không được thấy cảnh ông vừa quỳ vừa lết ra ngoài thì tôi sẽ đánh gãy hai cái chân chó của ông. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên này cũng quá can đảm rồi, hắn chỉ hơi sững sờ một chút rồi lại quay đầu về phía ông ta mà cười híp mắt rồi nói. Lúc này Văn phu nhân đã cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Bà vừa bấm số vừa thản nhiên nói với Đường Văn Trác, Đường Văn Trác, từ nay về sau chúng ta không nên qua lại với nhau nữa, kể từ giờ cậu cũng đừng có tự xưng là anh em của người chồng đã chết của tôi. Người chồng đã chết của tôi không dám kết nghĩa anh em gì với cậu đâu. Kế toán Lý, hãy trả hết số nợ 300 triệu của nhà họ Văn chúng tôi nợ ngân hàng Mado đi. Đúng vậy, trả hết sạch số nợ đó ngay bây giờ. Họ nói cứ như thể có chuyện như vậy xảy ra thật vậy. Chủ tịch ngân hàng Ngô và Đường Văn Trác quay sang nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu cười.
Thế nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại di động của chủ tịch ngân hàng Ngô vang lên, ông ta cầm lên bắt máy, sắc mặt lập tức biến đổi. Cấp dưới nói cho ông ta biết, ban nãy nhà họ Văn vừa mới gửi 300 triệu vào trong tài khoản ngân hàng của bọn họ và trả hết một lượt số tiền còn nợ kia. Chủ tịch ngân hàng Ngô à, ông có thể đi được rồi đấy, sau này nhà họ Văn của chúng tôi cũng sẽ không chào đón ông đâu. Văn phu nhân nhìn về phía chủ tịch ngân hàng Ngô, nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh và kiên định. Đường Văn Trác không nhịn được mà cũng quay đầu lại nhìn về phía chủ tịch ngân hàng Ngô, trầm giọng hỏi, bọn họ thực sự đã trả lại tiền rồi sao? Chủ tịch ngân hàng Ngô gian nan gật gật đầu rồi nói thêm, Đường tiên sinh, ban nãy nhà họ Văn đã gửi 300 triệu vào trong tài khoản ngân hàng, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã thực sự trả hết sạch số tiền mà Văn Dũng phu tiên sinh vẫn còn nợ chúng tôi. Trong đầu Đường Văn Trác kêu ong ong một tiếng, anh ta vô cùng choáng váng, tại sao cái nhà họ Văn này lại đột nhiên hô biến ra được 300 triệu để trả hết sạch số tiền nợ. Cả hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc không hẹn nhau mà cùng nhìn về phía Tề Đảng Nhàn bằng ánh mắt cảm tạ, nếu như không nhờ có hắn đã giúp đỡ bọn họ lấy lại 600 triệu từ chỗ của Triệu Mạn Nhi ngày hôm qua thì chỉ sợ ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải dắt tay nhau ra đường quốc lộ mà ngủ hết. Các người lấy tiền ở đâu ra? Đường Văn Trác hỏi với gương mặt ngạc nhiên không thể tin được vào mắt mình, trong giọng điệu của anh ta còn có vẻ vô cùng tức giận. Vốn dĩ Đường Văn Trác muốn dùng một chiêu này để ép Văn phu nhân nghe theo những gì mình nói, ai mà ngờ được là người ta đã sớm lặng lẽ gom đủ tiền để trả cho khoản nợ khổng lồ đó, cuối cùng điền vào chỗ trống chỉ trong một nốt nhạc. Vậy mà Đường Văn Trác còn nhảy lên nhảy xuống trước mắt bọn họ một phen, hiện tại hồi tưởng lại thì anh ta chỉ cảm thấy bản thân quả thực giống y như một tên hề, quá sức là mất mặt. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi nói, chẳng phải tôi đã bảo anh từ trước rồi sao? Tôi đã giúp nhà họ Văn đòi về 600 triệu tiền nợ từ ngày hôm qua, anh nghe không hiểu tiếng người hay là bị điếc tai vậy? Bây giờ thì nên đến lượt anh thực hiện lời hứa rồi đấy nhỉ? Tề Đẳng Nhàn vốn dĩ không muốn dính líu đến chuyện này, nhưng cái tên Đường Văn Trác không biết trời cao đất dày lại muốn gây sự với hắn, vậy thì ngại quá, hắn phải lên tiếng thôi. Sắc mặt của Đường Văn Trác trở nên cực kỳ xấu xí, anh ta quay đầu nhìn về phía Văn phu nhân, cười lạnh nói, chị tưởng trả được hết tiền rồi thì sẽ không sao hả? Cơ thể của chị không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu, chỉ cần chị chết đi rồi thì tôi sẽ thâu tóm tất cả bọn họ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sắc mặt của Văn phu nhân thoát cái bỗng lạnh lùng hẳn đi, bà mắng anh ta, đổ lòng lang dạ sói. Đường Văn Trác chỉ cười nhạt chứ không đáp lời bà. Văn phu nhân lại quay đầu nói với Tề Đảng Nhàn, vậy thì đành phải làm phiền Tề tiên sinh bảo vệ nhà họ Văn chúng tôi rồi, tôi sẽ ra lệnh cho toàn bộ những cấp dưới cũ của người chồng đã chết của tôi dốc toàn bộ sức lực để ủng hộ cho tiên sinh, chỉ xin tiên sinh đừng quên đi tình cảm giữa chúng ta sau khi tôi đã chết. Nghe được những lời này của Văn phu nhân, Đường Văn Trác lại quay đầu nhìn về phía Tề Đảng Nhàn, tức giận nói, thằng danh con chó chết, mày dám nhúng tay vào chuyện của bọn tao thật sao? Tao thấy hình như mày không biết chữ chết được viết thế nào có đúng không? Bây giờ thì tôi không muốn bàn luận về vấn đề này cùng với anh cho lắm, anh hãy tự mình chọn đi, anh muốn chủ động vừa quỳ vừa lết ra ngoài hay là đợi tôi chặt đứt hai cái chân chó của anh? Tề Đẳng Nhàn lên tiếng hỏi anh ta, ngoài cười mà trong lại không cười. Nói xong những lời này, hắn bước lên một bước về phía trước. Đột nhiên Đường Văn Trác cảm nhận được một cảm giác áp lực đến kinh người. Anh ta vô thức giật mình rồi lùi về phía sau vài bước. Thứ vô dụng. Đường Văn Trác còn chưa kịp đứng vững thì một giọng nói rất lạnh lùng đã truyền tới từ ngoài cửa, một người đàn ông chừng 30 tuổi dẫn theo một đám người bước vào bên trong. Đại sư huynh, vừa mới trông thấy người đàn ông này, sắc mặt của Văn Tư Thuận đã chuyển thành màu trắng bệch, anh ta vô thức gọi thân phận của đối phương ra thành tiếng. Người này đúng thực là đại đệ tử của phái Nham Toái Lưu Tân Sinh cải cách. Thượng Tuyền Tinh Vũ. Vừa mới nhìn thấy Thượng Tuyền Tinh Vũ, Đường Văn Trác đã sợ hãi đến mức run rẩy cả người, anh ta nói, Thượng Tuyền tiên sinh, không phải do tôi không làm được việc đâu, chỉ là do có chút chuyện ngoài ý muốn vừa mới xảy ra, cậu hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa đi, nhất định tôi sẽ làm được mà. Thượng Tuyền Tinh Vũ chỉ lắc đầu rồi nói, tôi đã cho ông cơ hội mà ông cũng đâu có tận dụng được cơ hội ấy, cuối cùng chính bản thân tôi vẫn phải tự nhúng tay vào. Văn phu nhân thấy kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện cuối cùng cũng hiện thân, sắc mặt bà hơi hơi biến đổi, thế nhưng bà vẫn không hề tỏ ra sợ hãi,
quả thực có khí chất của một bậc nữ trung hào kiệt. Tề Đẳng Nhàn không thể không thầm cảm thán trong lòng, mẹ của hắn năm xưa cũng là như vậy, cho dù có đối mặt với ngàn vạn nỗi áp lực ập đến từ bốn phía thì bà vẫn có thể đứng trong tư thế sống lưng thẳng tắp, cho dù có đối mặt với tình huống người thân ly tán xa cách lẫn nhau thì bà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và ôn hòa, nhất quyết không thỏa hiệp với bọn họ. Sư đệ à, chúng ta là đồng môn với nhau, là người cùng chung một nhà, tại sao các cậu lại phải mang theo địch ý lớn như vậy với chúng tôi? Thượng Tuyền Tinh Vũ quay đầu nhìn về phía Văn Tư Thuận, mở miệng nói. Đại sư huynh, môi của Văn Tư Thuận run run, chính anh ta cũng không biết nên trả lời câu nói ấy như thế nào. Văn phu nhân thì chỉ bình tĩnh nói, các cậu tới Ma Đô này làm khách thì dĩ nhiên là ta rất hoan nghênh chào đón, nhưng nếu các cậu muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của Vân Đà Long Môn chi nhánh Ma Đô, vậy thì thật xin lỗi, không thể được đâu. Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Cái môn phái nham toái lưu này, hơn phân nửa là bọn họ có liên quan đến nhà họ Triệu ở một phương diện nào đó. Hơn nữa chính Lý Hà Đồ cũng nói ông ta gần như không thể nào khống chế nổi Long Môn của bây giờ nữa, bên trong nội bộ Long Môn có quá nhiều cơ sở ngầm do người ta sắp xếp trà trộn vào, nếu như không phải đã ra nông nỗi như vậy thì Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không nhận lời ông ta để rồi đảm nhiệm cái chức đà chủ của phân đà Long Môn ở Ma Đô. Thượng Tuyền Tinh Vũ chỉ mỉm cười rồi nói. Phu nhân à, chúng tôi còn chưa nói rõ mục đích của chúng tôi khi tìm đến nơi này mà tự bà đã suy bụng ta ra bụng người, tưởng là chúng tôi muốn làm chuyện gì không tốt. Hay là chúng ta cứ gạt bỏ hết thành kiến rồi ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau đi vậy. Văn phu nhân cũng cố chấp lắc đầu rồi đáp lại, Thượng Tuyền tiên sinh, hết sức xin lỗi cậu, đây là điểm mấu chốt của bản thân tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định chỉ vì hai ba câu nói đơn giản. Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày. Vậy thì nhà họ Văn tuyệt đối sẽ không hợp tác với bất cứ thế lực bên ngoài nào khác. Mặc dù Văn phu nhân chỉ là một người đàn bà nhưng bà cũng hiểu rất rõ một sự thật rằng có vô số người thèm muốn tài sản mà Văn Dũng Phu để lại sau khi ông ta chết đi. Nếu như một người có thể nhận được sự ủng hộ của Văn phu nhân thì người đó cũng có đủ lý do và sức mạnh để nhúng tay vào chuyện nội bộ của phân đà Long Môn ở chi nhánh Ma Đô. Cũng vì thế nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Văn phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không gật đầu chấp thuận những chuyện như vậy. Đương nhiên Văn phu nhân hiểu rõ đạo lý không phải người tộc ta thì chắc chắn sẽ có mưu đồ khác, những lời này ít nhiều gì cũng có chút hẹp hòi, nhưng bà thân là phận đàn bà con gái thì có hẹp hòi một chút cũng không sao, tóm lại là cần tác vô áy náy, tránh cho hậu họa sau này thì hơn. Văn phu nhân không muốn sau khi bản thân bà chết đi thì vẫn còn vô số người tìm đến để đâm sau lưng bà và nhà họ Văn, khiến cho những người khác mỗi khi nhắc đến tên bọn họ là lại phải phun nước miếng rồi mắng bọn họ là loại người phản quốc. Thượng Tuyền Tinh Vũ không nhịn được mà sầm mặt xuống, anh ta nói, tôi rất kính phục cốt khí của phu nhân. Thế nhưng phu nhân à, nếu bà cứ khăng khăng cố chấp như vậy thì đến cuối cùng bà cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Chỉ có người Nhật Bản chúng tôi mới có thể chữa khỏi được căn bệnh của bà. Chỉ cần bà đổi ý thì nhất định tôi sẽ sai người tới khám bệnh cho bà ngay lập tức, đảm bảo bà sẽ được chữa đến khi khỏi hẳn. Văn phu nhân chỉ lắc đầu chứ không đáp lời anh ta, thái độ vô cùng kiên định. Thượng Tuyền Tinh Vũ bèn quay sang nói với Văn Tư Thuận, sư đệ à, hẳn là cậu cũng không nguyện ý nhìn mẹ của cậu cứ như vậy mà qua đời đâu phải không? Cậu là đứa con trai duy nhất của bà ấy. Trong trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng ở vị trí đầu tiên, lẽ ra cậu nên đứng ra nói một hai câu để thay đổi suy nghĩ cố chấp của bà ấy mới phải. Sắc mặt của Văn Tư Thuận chuyển sang màu tái nhợt, từ ngày xưa con người ta đã không thể hoàn thành trọn vẹn cả đạo trung lẫn đạo hiếu, đương nhiên anh ta không muốn mẹ của mình bị giày vò đến chết bởi căn bệnh quái ác kia. Thế nhưng anh ta cũng không muốn chống lại ý muốn của mẹ mình. Văn phu nhân tức giận nói, Văn Tư Thuận. Nếu con dám đồng ý với đề nghị của cậu ta thì mẹ sẽ lăn ra chết trước mặt con ngay lập tức, không cần đợi bất kỳ ai đến chữa bệnh cho mẹ nữa đâu, con có tin không hả? Thượng Tuyền Tinh Vũ lạnh lùng nói, quả thực phu nhân là một con người mạnh mẽ và rất có cốt khí, tôi cũng chỉ mong rằng phu nhân có thể chống đỡ được bệnh tật dày vò. Một khi đã mắc phải căn bệnh này, thời gian càng trôi qua lâu thì người mắc bệnh lại càng đau đớn khổ sở. Có cảm giác như cả trăm con giòi con bọ đang gặm nhấm trong xương tủy của bà, cơn đau đớn đó không thể chịu được đâu. Đến cuối cùng, thông thường người mắc bệnh sẽ không chết vì bệnh mà sẽ tự giết chết chính mình để kết thúc cảm giác đau đớn. 111.
Tề Đẳng Nhàn đứng ở một bên cười tủm tỉm rồi lên tiếng, chẳng phải con người nước Nhật Bản các anh giỏi nhất là mấy thứ thuật pháp âm dương rác rưởi đó hay sao? Anh lại còn dám lấy những thứ vớ vẩn này ra lừa gạt người khác nữa, không tự thấy bản thân rất mất mặt à? Văn Thiếu, còn có cả phu nhân nữa, hai người không cần nghe những lời ba hoa khoác lác của tên này đâu, tôi có thể tìm được người hỗ trợ chữa trị cho căn bệnh hiện tại của bà. Thuật pháp âm dương, Văn Tư Thuận vừa nghe được những lời ấy đã hoảng sợ hiểu ra tất cả mọi chuyện, sau đó anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Tuyền Tinh Vũ. Văn Tư Thuận đã cảm thấy có gì đó không được bình thường từ lâu lắm rồi, tại sao từ trước đến nay cơ thể của mẹ anh ta vẫn luôn khỏe mạnh mà đến khi bà bày tỏ thái độ rõ ràng rằng bà sẽ không ủng hộ đám người nước Nhật Bản thì lại đột nhiên ngã bệnh, thì ra là do đối phương sử dụng mưu hèn kế bẩn sao? Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn chưa phải là một con người thần thông quảng đại đến mức đã đọc cả vạn cuốn sách, đã đi cả vạn dặm đường, nhưng dù sao các phạm nhân bên trong nhà tù U Đô cũng chỉ toàn là lũ người ác ôn đến từ khắp năm châu bốn biển, mưa dầm thấm lâu, đến cả những tin tức nhỏ nhặt nơi đầu đường xó chợ hắn cũng gần như biết hết. Văn phu nhân quay đầu lại nói với Văn Tư Thuật, mẹ đã bảo con từ lâu lắm rồi, những người này không phải là hạng người tử tế gì, tốt nhất là không nên qua lại với bọn họ. Thượng Tuyền Tinh Vũ thực sự không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại có thể tìm ra được nguyên nhân làm cho Văn Phu Nhân mắc bệnh chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh ta không thể không tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thượng Tuyền Tinh Vũ cau mày nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, sau đó hỏi hắn bằng giọng cực kỳ lạnh nhạt, cậu biết căn bệnh này là do thuật pháp âm dương gây ra, vậy thì cậu có biết làm cách nào để phá giải nó không? Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi nói, thuật pháp âm dương vốn dĩ đã được khởi nguồn từ nước Hoa chúng tôi. Nếu nói về âm dương ngũ hành và thái cực bát quái thì chúng tôi còn là tổ tông của các người đấy. Văn Tư Thuận không nhịn được mà nổi trận lôi đình, anh ta nói, Thượng Tuyền Tinh Vũ, quả nhiên là anh dám sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu như thế này để hại mẹ tôi sao? Thượng Tuyền Tinh Vũ không thèm để ý đến Văn Tư Thuận mà chỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi hỏi, vậy sao? Vậy thì cậu có thể thử xem rốt của cậu có giải được thuật pháp âm dương nằm trên cơ thể của Văn Phu Nhân hiện giờ hay không? Trong đám người mà Thượng Tuyền Tinh Vũ dẫn đến có một thiếu nữ, lúc này cô ta cũng đang mỉm cười. Chú thuật trên người Văn Phu Nhân là do chính tay cô ta thi triển, cô ta không tin rằng một tên người nước Hoa không biết bất cứ thứ gì về văn hóa của nước Nhật Bản lại sở hữu năng lực hóa giải thuật pháp âm dương. Tề tiên sinh, nếu cậu đã phát hiện ra được nguyên nhân thì hẳn là chắc chắn cậu có thể hóa giải thuật pháp đó rồi chữa khỏi cho sư mẫu của tôi mà, phải không? Tần Đường Ngọc lên tiếng hỏi Tề Đẳng Nhàn bằng giọng có chút hưng phấn. Văn Tư Thuận cũng liên tục gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nét mặt đầy chờ mong. Nếu Tề Đẳng Nhàn đã nói đến mức này rồi thì chắc chắn hắn có thể làm được. Tôi à, dĩ nhiên, Tề Đẳng Nhàn vừa gật đầu vừa nói. Cả hai người kia đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, còn những người nước Nhật Bản ở xung quanh thì không nhịn được mà liên tục cười lạnh. Bỗng nhiên Tề Đẳng Nhàn giang rộng hai tay ra, là tôi không làm được rồi. Phụt, phụt. Suýt thì cả Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận đều phải phun một ngụm máu tươi vào trên mặt hắn. Tiên sư bà ngoại bà nội nhà hắn chứ, tại sao không làm được mà lại ăn nói tự tin quá vậy? Tưởng thế là ngầu lắm phải không? Cả hai đều thầm gào thét trong lòng. Nghe thấy những lời mà Tề Đẳng Nhàn vừa nói, Thượng Tuyền Tinh Vũ trực tiếp phá lên cười rồi khen. Thật sự quả đúng là nói thì dễ hơn làm, cái miệng này của các hạ đúng là lợi hại, lợi hại. Văn phu nhân cũng bình tĩnh nói, sống chết thì có làm sao? Bất kể có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu, tốt nhất là các người nên dẹp bỏ ý định này ngay đi. Sắc mặt của Văn Tư Thuận thì lại trắng bệch, anh ta thực sự không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra với mẹ mình. Nhưng nếu anh ta không chấp nhận yêu cầu của đại sư huynh mình là Thượng Tuyền Tinh Vũ thì cuộc sống của mẹ anh ta cũng sẽ được định sẵn là đã đi đến hồi kết. Tần Đường Ngọc không nhịn được mà nói bằng giọng oán trách, Tề tiên sinh, nếu anh không làm được thì tại sao ban nãy anh lại tự tin tuyên bố như vậy chứ? Tất cả chúng tôi đều tưởng là anh có thể giải quyết được chuyện này. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười bất đắc dĩ rồi nói, tôi đâu có nói sai câu nào. Đúng thật là thuật pháp âm dương của bên phía Nhật Bản được bắt nguồn từ nước Hoa chúng ta, nếu xét về phương diện học thuyết âm dương ngũ hành thì đúng thật là chúng ta chính là tổ tông của bọn họ. Nhưng mà ban nãy anh, Tần Đường Ngọc cũng bó tay không biết nên nói thế nào.
Ha, bây giờ là thời đại tiên tiến rồi đấy. Chắc gì tổ tiên và đời con cháu đã phải giống hệt như nhau. Nếu bây giờ cô mà cho Tần Thủy Hoàng sống lại rồi thống lĩnh toàn bộ quân lính nhà Tần đi đánh chiếm một huyện thì có khi ông ta còn chẳng làm được gì đáng nói đâu. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói tiếp. Tần Đường Ngọc thầm nghĩ trong lòng, cái tên này đúng là giỏi nói chuyện ba hoa bốc phét bằng gương mặt nghiêm túc nhỉ, vậy mà mấy cái đạo lý chó má của hắn lại còn khiến người ta không còn đường nào để phản bác được nữa cơ. Tần Đường Ngọc bèn nói, được rồi, đừng có nói nữa, lý lẽ của anh là hay nhất. Tề Đẳng Nhàn lần nữa đáp lại, gì cơ, tôi đang định nói là tôi không chữa trị được nhưng tôi biết người có khả năng chữa trị được mà. Thế thì thôi, tôi lại không nói nữa vậy. Tần Đường Ngọc thiếu chút nữa thì chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp phi thăng thành tiên ngay tại chỗ. Văn Tư Thuận đứng ở một bên cũng dở khóc dở cười, có thể đừng nói ra những lời kích thích người khác như vậy được không, nói lưng chừng để đùa giỡn người khác thì vui lắm đấy à. Có điều hai người bọn họ cũng phải giật mình sợ hãi vì mạch não kỳ lạ của Tề Đẳng Nhàn, cả hai chỉ sợ tiếp theo hắn sẽ nói ra những câu như kiểu hiện tại tôi đang không liên lạc được với người đó hoặc có lẽ người đó bây giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, vân vân. Khụ, người mà cậu nhắc tới còn sống phải không? Hơn nữa, anh có thể liên lạc được với người đó phải không? Tần Đường Ngọc không nhịn được mà cẩn thận hỏi. Tề Đẳng Nhàn bèn lấy điện thoại di động ra rồi đáp, cô cứ yên tâm đi. Tôi là một con người đáng tin cậy mà, người này chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại là sẽ có mặt ngay lập tức. Hai người kia không hẹn mà cùng than thở trong lòng, anh cậu thì đáng tin cậy cái con mẹ gì không biết nữa, nếu anh cậu mà đáng tin cậy thì đến cả lợn cũng biết trèo cây. Vào lúc này Văn Phu Nhân cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem ra mình vẫn còn có thể cứu được nhỉ. Đương nhiên không một ai sợ mình sống trên đời quá lâu, Văn Phu Nhân cũng là như vậy. Thượng Tuyền Tinh Vũ ngạc nhiên nói, ồ, hóa ra cậu lại có quen biết với một người có đủ khả năng để hóa giải thuật pháp âm dương trên cơ thể Văn Phu Nhân sao? Vậy thì tôi đây cũng có chút tò mò muốn gặp mặt người đó. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, chỉ sợ khi người đó đến đây thì anh sẽ sợ hãi tới mức lăn đùng ra chết mất. Thượng Tuyền Tinh Vũ cười nhạt, tỏ ra khinh thường. Những người ở bên phía Nhật Bản cũng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn như đang nhìn một tên ngu ngốc. Tất cả bọn họ đều nghĩ cái tên này trông chẳng khác gì một con tôm con tép bé nhỏ đang nhảy lách trách trước mặt bọn họ rồi ba hoa khoác lác vậy. Tề Đẳng Nhàn còn dám nói người mà hắn gọi tới sẽ khiến Thượng Tuyền Tinh Vũ kinh ngạc đến mức lăn đùng ra chết sao? Thượng Tuyền Tinh Vũ chính là đại đệ tử của môn phái Nham Toái Lưu thế hệ hiện tại đấy, anh ta không chỉ là người nổi tiếng nhất trong số bọn họ mà còn là người có công phu đứng đầu. Alo, nhị nương ra đấy à, cậu lại có chuyện gì thế? Cậu có thể để cho chúng tôi rảnh rỗi một chút được hay không vậy? Người nhận điện thoại chính là Dạ Ma, anh ta vừa mở miệng đã liên tục cằn nhằn rồi bắt đầu kể khổ. Hôm nay cái tên đồ phu dẫn chúng tôi đi ngắm chân dài, à không phải, dẫn chúng tôi đi xem triển lãm xe ô tô, tất cả chúng tôi đều đang rất vui vẻ đấy. Người trên giang hồ cũng không thể chỉ suốt ngày chém chém giết giết được phải không? Chúng ta cũng được quyền nhìn ngắm con gái đi giày cao gót, mặc tất da đen. Có cặp đùi bóng bẩy xinh đẹp chứ nhỉ? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà đen cả mặt, nạt anh ta, nói những lời vô dụng đó với tôi làm gì, bảo oán quỷ nghe máy nhanh lên, còn dài dòng lắm chuyện nữa là ông đây giết anh luôn đấy. Bây giờ thì Tề Đẳng Nhàn lại chê Dạ Ma làm nhảm dài dòng quá lâu, có vẻ hắn đã hoàn toàn quên mất bộ dạng trở mặt thoăn thoắt 180 độ của bản thân ban nãy lại càng có khả năng khiến người ta tức giận hơn thì phải. Dạ Ma bĩu môi, nói với oán quỷ, cậu ta tìm anh kìa. A-di-đà Phật, nếu có thể song tu với một nữ thí chủ chân dài tới nách thì nhất định là bần tăng sẽ có thể nhanh chóng chạm tới cõi Tây Thiên Cực Lạc rồi. Lúc này oán quỷ đang nhìn chằm chằm một cặp chân dài đong đưa trước mắt, có vẻ vô cùng say sưa. Xem ra bất kể là đàn ông thuộc loại người nào thì bọn họ cũng không thể thoát khỏi những thứ như thế này được. Dạ Ma đập một cái vào phía sau lưng của oán quỷ, mắng to, nhị đương ra tìm anh kìa. Đến lúc này oán quỷ mới định thần lại, anh ta vội vàng nhận lấy điện thoại di động rồi bắt máy, nhị đương ra đấy phải không, cậu tìm tôi à? Tôi nghe nói anh rất tinh thông thuật pháp âm dương, ở chỗ tôi bây giờ đang có người trúng thuật pháp âm dương, anh tới đây giúp tôi tìm hiểu một chút xem nào, có bận gì không thế? Tề Đẳng Nhàn hỏi.
Tôi đang ngắm chân mà, oán quỷ trả lời bằng giọng điệu có chút u oán. Hay là tôi chặt chân anh xuống rồi trưng bày trước mặt anh để anh nhìn ngắm chúng mỗi ngày xem sao nhé? Tề Đẳng Nhàn hỏi, có vẻ ngoài cười nhưng trong lại không cười. Chân thì có gì hay mà ngắm mãi cơ chứ, tôi sẽ tới ngay lập tức. Oán quỷ run lên một cái rồi lập tức tỉnh táo lại, nhân cách thứ hai của anh ta nhanh chóng quay vào bên trong cơ thể. Oán quỷ ôm trong lòng một bụng oán khí, dù sao hôm qua anh ta cũng vừa mới trải qua một trận đại chiến sống còn, đến tối thì còn chưa được ngủ cho thoải mái đã bị Tề Đẳng Nhàn gọi đi giải quyết một thằng danh con chim bé. Đến hôm nay là giữa ban ngày ban mặt, vốn dĩ anh ta đã nhờ cái tên giàu kinh nghiệm nhất cả đám là Đồ Phu dẫn mọi người đi ngắm chân ở triển lãm xe ô tô, tâm trạng của anh ta vừa mới sung sướng hơn được một chút. Sau khi cúp điện thoại, Tề Đẳng Nhàn nói với Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận một vài câu, ý bảo hai người bọn họ hãy yên tâm, chắc chắn người mà hắn gọi tới đây là một người đáng tin cậy. Thế nhưng trong lòng hai người kia lại chẳng thể yên tâm được một chút nào. Bọn họ chỉ sợ cái tên này lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa. Không một ai có thể giải trừ được lời nguyền rủa này đâu, chỉ trừ người thuộc bên phe của chúng tôi thôi. Sư đệ à, tôi khuyên cậu là tốt nhất cậu vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như cậu tùy tiện đặt niềm tin vào một người khác thì cậu cũng đừng trách tôi rằng tôi không nhắc nhở cậu từ trước đấy nhé. Giải bậy giải bạ lời nguyền rủa của chúng tôi là sẽ có người phải chết đấy. Thượng Tuyền Tinh Vũ căn bản không tin rằng Tề Đẳng Nhàn lại có thể tìm được một người có đủ khả năng phá giải lời nguyền thuật pháp âm dương được đặt vào cơ thể Văn Phu Nhân, anh ta thậm chí còn muốn lợi dụng tính mạng của Văn Phu Nhân để thuyết phục Văn Tư Thuận đồng ý nghe theo yêu cầu của mình. Văn Tư Thuận cũng lười không muốn nói thêm câu nào với Thượng Tuyền Tinh Vũ nữa, tuy anh ta có bái sư học nghệ ở môn phái Nham Toái Lưu nhưng mục đích của anh ta cũng chỉ là để nâng cao võ nghệ của bản thân mà thôi, chứ anh ta không hề muốn bán mình cho đất nước của bọn họ. Chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình mà Thượng Tuyền Tinh Vũ lại có thể nhẫn tâm sai khiến người khác hạ một lời nguyền rủa thuộc thuật pháp âm dương cho mẹ của Văn Tư Thuận, vậy mà Thượng Tuyền Tinh Vũ còn muốn Văn Tư Thuận đồng ý gia nhập vào thế lực của anh ta, đùa cái kiểu gì vậy cơ chứ? Văn Phu Nhân bình tĩnh nói, tôi tin rằng người mà Tề Tiên Sinh tìm đến có thể chữa khỏi được tình trạng cơ thể của tôi lúc này, tôi cũng dám lấy mạng sống của tôi ra đánh cược với bọn họ. Thượng Tuyền Tinh Vũ không nhịn được mà có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt của anh ta dần dần lạnh lẽo hơn hẳn, anh ta thầm nghĩ trong lòng xem liệu mình có nên sử dụng một thủ đoạn nào đó cứng rắn hơn nữa để giải quyết chuyện này hay không. Cái bà già Văn Phu Nhân này, mềm cũng không được mà cứng cũng không xong, thậm chí ngay cả mạng sống của chính bản thân mình mà bà ta cũng không hề nuối tiếc, đúng là khiến người ta cảm thấy phiền phức chết đi được. Thượng Tuyền Tinh Vũ rất kính nể những người phụ nữ như vậy. Nhưng thế thì không có nghĩa anh ta cũng sẽ thích những người phụ nữ như vậy. Ngay vào lúc đó, oán quỷ đã đến nơi. Anh ta mặc một bộ quần áo cực kỳ bình thường, cánh tay trái bị tàn phế được giấu trong ống tay áo, trên tay phải có cầm một chuỗi Phật châu, cứ như vậy mà chậm rãi bước tới. Này nhị đương gia của tôi ơi, ai là người bị trúng thuật pháp âm dương đấy? Oán quỷ vừa mới đến đã nở nụ cười rồi hỏi. Trông thấy một người đàn ông vừa già nua vừa lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà ngạc nhiên và sửng sốt. Ngay cả Văn Phu Nhân cũng phải ngẩn người trong một thoáng chốc, cái người vừa mới xuất hiện thực sự có thể hóa giải lời nguyền rủa từ thuật pháp âm dương mà người Nhật Bản đã hạ lên người bà sao. Tần Đường Ngọc tự vỗ một cái bóp vào trán của mình, lần này cô ta cực kỳ muốn hộc máu ra ngoài thật, ê này đại ca ơi, anh có thể làm việc có uy tín một chút được không vậy? Nhìn tới nhìn lui thế nào cũng thấy ông già luộm thuộm này rất giống với bọn giang hồ lừa đảo chứ còn gì nữa. Khóe miệng của Văn Tư Thuận cũng không ngừng co giật, đến cả ánh mắt của anh ta cũng để lộ ra một chút bất mãn mơ hồ, anh ta nghĩ cái tên Tề Đẳng Nhàn này thực sự có chút hơi quá quắt rồi đấy. Đây chính là người mà anh tìm đến, người mà anh nói là rất am hiểu thuật pháp âm dương của nước Nhật chúng tôi hay sao? Ha ha ha, cô thiếu nữ kia không nhịn được mà trực tiếp phá lên cười. Cô ta thầm nghĩ rằng thế này thì không phải Tề Đẳng Nhàn có suy nghĩ viển vông hay gì nữa mà hắn chỉ đơn thuần là một tên ngu ngốc thích lên mặt và tỏ vẻ với người khác mà thôi. Tề Đẳng Nhàn tùy ý nhún vai, không thèm để ý đến bọn họ, hắn chỉ nói với oán quỷ một câu, vị này chính là Văn Phu Nhân, anh hãy thử khám cho bà ấy một chút đi. Oán quỷ nhìn thẳng vào hai mắt của Văn Phu Nhân rồi nói, đúng là bà ấy đã trúng phải thuật pháp âm dương của nước Nhật Bản chúng tôi.
hơn nữa cái người đã hạ lời nguyền rủa cho bà ấy cũng có một chút tay nghề đáng để coi trọng. Cô thiếu nữ kia không nhịn được mà để một chút cảm xúc đắc ý hiện lên trong đôi mắt, chính cô ta là người đã hạ lời nguyền rủa kia, dĩ nhiên cô ta sẽ rất vui vẻ khi nghe thấy người khác ca ngợi mình. Thượng Tuyền Tinh Vũ chỉ khoanh tay, gương mặt cực kỳ lạnh lùng và vô cảm. Nếu Tề Đẳng Nhàn đã dám mạnh miệng ba hoa khoác lác nói rằng hắn có thể tìm người hóa giải được thuật pháp âm dương nguyền rủa trên người Văn Phu Nhân thì anh ta sẽ căng mắt ra mà nhìn. Nếu đến lúc đó mà lời nguyền rủa này không những không được hóa giải hoàn toàn mà trái lại còn khiến nạn nhân phải chịu cơn đau đớn khổ sở đến mức chết đi sống lại thì anh ta cũng không tin rằng Văn Tư Thuận lại không chịu nghe theo những gì mình đã nói. Có điều chút tay nghề đó cũng chỉ là một chút tay nghề không quá đáng kể mà thôi, nếu đem ra so sánh với những tư tế ở đền thờ quốc gia thì nó chẳng khác nào món đồ chơi cho con nít. Oán quỷ lạnh nhạt nói thêm. Tuy hiện nay nền khoa học kỹ thuật hiện đại đã rất phát triển, nhưng có một số thủ đoạn dân gian từ thời đại cổ xưa vẫn không thể nào giải thích được bằng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như thuật pháp giáng đầu nổi tiếng ở vùng Nam Dương, cổ thuật miêu cương thần bí của nước Hoa, pháp thuật đen tối của đám phù thủy ở châu Âu hay là thuật pháp âm dương của nước Nhật Bản chẳng hạn. Nét mặt của cô thiếu nữ kia cứng đờ, cô ta không nhịn được mà tỏ ra tức giận rồi nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo. Dĩ nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể vượt qua được thành quả tu hành của các tư thế ở đền thờ quốc gia rồi, có vẻ ông cũng to mồm lắm đấy, nhưng hình như bản lĩnh của ông không được như những gì ông đang khoe khoang thì phải. Oán quỷ cũng không nhịn được mà để bật ra một tiếng cười cực kỳ quái dị, sau đó anh ta đáp lời, đúng là bản lĩnh của tôi cũng không được cao cho lắm, chỉ là tôi từng vặt đầu đại tư thế của đền thờ quốc gia xuống mà thôi. Khi nói ra những lời này, anh ta sử dụng giọng điệu u ám và còn nhe hàm răng vàng khè, trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Thượng Tuyền Tinh Vũ nhíu mày lại thật chặt, dường như anh ta vẫn còn đang cố gắng nhớ ra một ký ức nào đó, không hiểu vì sao mà cái người đang đứng trước mắt lại khiến anh ta nảy sinh một chút cảm giác quen thuộc. Sư đệ à, tôi xin được cảnh cáo cậu thêm một lần nữa, nếu cứ giải bậy giải bạ lời nguyền rủa của thuật pháp âm dương thì sẽ có người phải chết đấy nhé. Thượng Tuyền Tinh Vũ quay đầu lại rồi lạnh giọng nói với Văn Tư Thuận. Tề tiên sinh, Văn Tư Thuận nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hy vọng bản thân có thể nhận được một lời đảm bảo chắc chắn từ phía hắn. Tề Đẳng Nhàn chỉ nói, nhiều lời làm gì cho vô ích, anh hãy tranh thủ thời gian mà làm cho xong việc thật nhanh đi, đừng có mà rông dài nữa. Oán quỷ cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Một tờ giấy màu trắng bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta cứ như thể anh ta đang thực hiện một trò ảo thuật, sau đó anh ta nắm lấy tờ giấy kia rồi xé ra làm đôi, cuối cùng là dán tờ giấy đó lên trán của Văn Phu Nhân. Chỉ có chút tài mọn mà cũng dám múa rìu qua mắt lỗ ban hay sao? Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Bàn Nhược Ba La Mật. Nghe thấy những lời vừa mới phát ra từ miệng của oán quỷ, Tề Đẳng Nhàn suýt nữa thì hộc cả một ngụm máu ra ngoài. Mẹ nó chứ, từ lúc nào mà cái tên này lại bắt đầu sử dụng pháp hải vậy? Anh ta thực sự lợi hại như vậy sao? Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi như thế, Tề Đẳng Nhàn cũng có thể nhận ra rằng đây là pháp hải, hừ. Đúng là lão già oán quỷ này có chút không đáng tin cậy thật. Nếu như anh ta không thể làm được thì chẳng phải là anh ta đang tự bôi cho chát chấu lên khuôn mặt già khú đế của anh ta hay sao? Vậy thì hắn còn có thể làm cách nào để thu phục những cấp dưới cũ của Văn Dũng Phu nữa chứ? Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi như thế, Văn Phu Nhân cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, đồng thời bà cảm thấy trong lồng ngực mình căng tức khó mà chịu được, sắc mặt không ổn định, lúc thì xanh mét, lúc thì đỏ bừng, cuối cùng bà bỗng dưng quay đầu lại, uệ một tiếng, phun ra một ngụm máu đen xì xì. Mẹ ơi, nhất thời Văn Tư Thuận trở nên vô cùng sợ hãi anh ta luống cuống hết cả tay chân. Thượng Tuyền Tinh Vũ cười lạnh nói, nếu mà bây giờ cậu cầu cứu tôi xin tôi cứu lấy mẹ cậu thì vẫn còn kịp đấy, cậu đúng là một thằng ngu ngốc mà, không ngờ cậu lại có thể tùy tiện tin tưởng rằng một kẻ vô danh như thế này lại sở hữu khả năng hóa giải được thuật pháp âm dương của nước Nhật Bản chúng tôi. Thượng Tuyền Tinh Vũ còn chưa kịp dứt lời mà sức sống trên người Văn Phu Nhân đã trở lại, bà đứng thẳng người dậy, sắc mặt cũng trở nên hồng hào và sáng sủa hơn hẳn so với lúc trước. Văn Tư Thuận định thần nhìn lại thật kỹ, chỉ thấy ở giữa vũng máu màu đen kia có một con hạc giấy to chừng một ngón tay cái, thậm chí nó còn vỗ vỗ cánh hai lần như thể thực sự có sinh mệnh, sau đó ngã xuống đất và bắt đầu thối rữa ra. Sắc mặt của cô thiếu nữ đứng lẫn trong đám người bỗng dưng chuyển thành màu trắng bệch,
hai dòng máu tươi phụt ra khỏi lỗ mũi của cô ta chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. A-di-đà Phật, thiện tai, bần tăng lại làm được một việc thiện vô cùng lớn lao, tất nhiên bần tăng có thể sớm ngày chạm đến cõi Tây Thiên Cực Lạc rồi. Oán quỷ nói với gương mặt vui vẻ. Sau khi nói xong những lời này, anh ta thò cánh tay tàn tật ra khỏi ống tay áo rồi lại tiếp tục nhe răng cười và nghiến răng nghiến lợi mà nói láo, thế giới này có 5 điều ô uế nhất, chỉ có giết chóc mới có thể thanh tẩy được những điều ô uế đó, một khi đã giết hết chúng sinh thì sẽ có thể đăng thành Phật. Giết 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 giết. Sự chuyển biến bất thình lình trong thái độ và lời nói của anh ta suýt chút nữa thì khiến Văn phu nhân vừa mới phục hồi tinh thần lại như cũ phải sợ hãi tới mức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc cũng quay sang nhìn nhau, thế nhưng trong lòng bọn họ đều cực kỳ vui vẻ, bởi vì xem ra căn bệnh của Văn phu nhân đã hoàn toàn được chữa khỏi rồi. Là ông, Miyazaki Shinzo. Khi nhìn thấy cánh tay trái tàn tật kia của oán quỷ, khuôn mặt của Thượng Tuyền Tinh Vũ đột nhiên biến sắc, anh ta lớn tiếng quát to. Sau khi hô to cái tên khai sinh thực sự của oán quỷ, anh ta không nhịn được mà lùi về phía sau hai bước. Ban nãy Tề Đẳng Nhàn đã nói rằng người mà hắn gọi tới có thể khiến anh ta sợ hãi tới mức lăn đùng ra chết, hóa ra hắn thực sự không ba hoa khoác lác một chữ nào. Danh tiếng của oán quỷ ở nước Hoa không phải là quá lớn, nhưng ở nước Nhật Bản thì anh ta tuyệt đối là kẻ đã nổi danh một thời. Dù sao anh ta cũng đã từng tự tay vặt đầu đại tư tế của đền thờ quốc gia xuống, sau đó lại giết chết chính sư phụ của mình. Cuối cùng trên đường chạy trốn thì thậm chí anh ta còn giết chết mười mấy nhân vật ở cấp bậc tông sư trong lĩnh vực kiếm đạo, cũng là những người có đủ bản lĩnh để khai tông lập phái. Hầu hết tất cả mọi người đều đã quên đi cái tên khai sinh thực sự của oán quỷ mà chỉ nhớ tới biệt hiệu của anh ta. Oán quỷ nghe thấy Thượng Tuyền Tinh Vũ gọi tên của mình thì tỏ ra sửng sốt, sau đó mỉm cười hỏi lại, ồ, cậu biết tôi sao? Đại sư huynh à, rốt cuộc người này là ai vậy? Các sư đệ đứng ở bên phía Thượng Tuyền Tinh Vũ cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi anh ta, dù sao tất cả mọi người cũng đều nhận ra vẻ sợ hãi trên mặt Thượng Tuyền Tinh Vũ khi anh ta gọi tên của oán quỷ. Sắc mặt của Thượng Tuyền Tinh Vũ trở nên tái nhợt, anh ta nói, ông ta chính là Miyazaki Shinzo, một tăng nhân tu hành ở chùa Kyo ngày trước, có thể các đệ chưa bao giờ nghe nói đến tên thật của ông ta nhưng nhất định các cậu đã từng biết đến biệt danh của ông ta rồi. Ông ta tên là oán quỷ. Đám người đứng ở bên phía Thượng Tuyền Tinh Vũ đều có cảm giác sau gáy mình lành lạnh. Ông chính là oán quỷ, người đã giết chết đại tư tế của đền thờ quốc gia ở đất nước chúng tôi. Cô thiếu nữ với khuôn mặt đầm đìa máu me kia có vẻ đang vô cùng kinh hãi. Cô ta chính là người đã hạ lời nguyền rủa lên Văn phu nhân, mà bản thân cô ta cũng chính là một nhân viên thần chức đang công tác bên trong đền thờ quốc gia ở đất nước Nhật Bản. Đại tư tế của đền thờ quốc gia bị oán quỷ đánh chết, chuyện này khiến cả giới thần đạo lẫn giới võ đạo ở Nhật Bản ngày ấy đều trở nên sôi sục, thậm chí chính phủ còn phải cố gắng đè sự kiện này xuống để đất nước không chìm trong khủng hoảng. Oán quỷ nhếch miệng cười rồi nói, cô bé nhỏ xinh đừng có ăn nói bậy bạ, việc tôi đã làm không phải là giết hại một ai hết, chính tôi đã siêu độ cho người đó. Chính cô là người đã hạ lời nguyền rủa vào trong cơ thể của vị phu nhân này phải không? Cô có cần tôi siêu độ cho cô một lượt không nhỉ? Cô thiếu nữ chỉ cảm thấy cả người mình rét run lên, da gà hay da vịt gì cũng đều nổi lên trên khắp cơ thể cô ta, cứ như thể cô ta đang thực sự bị một con quỷ theo dõi. Miyazaki Shinzo, ông đã phạm phải tội ác tày trời ở quốc gia của chúng tôi, vậy mà ông vẫn còn dám xuất hiện ở đây sao? Thượng Tuyền Tinh Vũ quát lớn một câu, có điều bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được rằng anh ta đang lâm vào trạng thái ngoài mạnh trong yếu rồi. Cái tên oán quỷ thực sự có chút quá đáng sợ, dù sao danh tiếng hung tàn của anh ta cũng được tạo nên từ những cái đầu chồng chất của các tông sư võ đạo trên khắp đất nước Nhật Bản mà. Oán quỷ chỉ quay đầu về phía Thượng Tuyền Tinh Vũ rồi nở nụ cười và hỏi, này thí chủ à, sát khí của cậu nặng quá đấy, tôi có thể siêu độ cho cậu được không? Thượng Tuyền Tinh Vũ cười lạnh rồi nói, tôi còn đang thắc mắc tại sao các người lại tự tin đến vậy đây này. Thì ra các người tìm đến một kẻ như vậy để làm chỗ dựa sau lưng. Có điều, các người thực sự nghĩ rằng có ông ta ở đây thì các người sẽ được bình an vô sự hay sao? Tề Đẳng Nhàn giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, có vẻ hắn đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Nhị đương gia à,
tôi có thể siêu độ cho bọn họ được không? Oán quỷ quay đầu lại hỏi ý của Tề Đẳng Nhàn. Cho dù là nhân cách thứ hai của oán quỷ thì cũng phải sợ Tề Đẳng Nhàn như sợ một con hổ dữ. Trong suốt thời gian bị giam giữ ở nhà tù Udo, anh ta suốt ngày la hét đòi siêu độ cho Tề Đẳng Nhàn, kết quả lại là suýt chút nữa thì bị Tề Đẳng Nhàn siêu độ, kể từ đó đến nay anh ta không còn dám đòi hỏi thêm một lần nào nữa. Thượng Tuyền Tinh Vũ nói, Miyazaki Shinzo, không biết liệu ông có còn nhớ Liễu Tông Nham Toái hay không? Oán quỷ vừa nghe thấy cái tên này thì sắc mặt đã lập tức biến đổi, anh ta vô thức nhìn xuống cánh tay trái tàn tật của mình. Dù ông có không còn nhớ rõ cái tên này thì chắc hẳn là cánh tay trái của ông vẫn còn nhớ rõ đấy chứ. Thượng Tuyền Tinh Vũ lạnh nhạt nói. Cậu là đồ đệ của Liễu Tông Nham Toái phải không? Sắc mặt của oán quỷ tối sầm lại, thế nhưng giọng của ông ta cũng có hơi run rẩy. Có thể nói cái tên Liễu Tông Nham Toái cũng chính là cơn ác mộng của oán quỷ, bởi vì Liễu Tông Nham Toái chính là người đã biến cánh tay trái của anh ta thành tình trạng tàn phế như bây giờ. Thượng Tuyền Tinh Vũ ngạo nghễ nói tiếp, Liễu Tông Nham Toái chính là sư phụ của tôi đây. Ông có giỏi thì động một ngón tay vào người tôi xem nào, để xem liệu ông ấy có phế bỏ luôn cánh tay còn lại của ông hay không. Sắc mặt của oán quỷ liên tục biến đổi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác. Tề Đẳng Nhàn cũng bĩu môi rồi nói, nếu cái tên Liễu Tông Nham Toái gì gì đó tới tìm anh thì tôi sẽ giúp anh đánh lại ông ta, anh cứ siêu độ cái tên này trước đi là được. Sau khi nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn, oán quỷ không nhịn được mà tỏ ra mừng rỡ rồi cười gần một tiếng, này oát con kia, đúng là tôi có sợ sư phụ của cậu đấy, nhưng mà nếu như có nhị đương ra làm chỗ dựa cho tôi thì tôi có thể không sợ trời không sợ đất rồi. Kể cả khi Phật tổ có tới đây thì tôi cũng có thể siêu độ cho ông ấy. Thượng Tuyền Tinh Vũ không giấu nổi sự kinh ngạc, thật không ngờ là ngay cả tên của sư phụ của anh ta cũng không thể hù dọa được oán quỷ. Chỉ thấy oán quỷ nhảy về phía trước một bước thật xa. Dĩ nhiên là Thượng Tuyền Tinh Vũ sẽ không chỉ đứng đó rồi khoanh tay chịu chết, thế nhưng anh ta còn chưa chiến đấu mà đã bắt đầu e sợ rồi, lá gan của anh ta đã sớm bị danh tiếng của oán quỷ dọa cho mềm nhũn. Đến khi oán quỷ tới gần vị trí của Thượng Tuyền Tinh Vũ, anh ta chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh thổi tới xung quanh, mùi máu tươi gay mũi xộc vào gần như khiến anh ta bất tỉnh ngay lập tức. Oán quỷ vốn đã giết chóc quen tay rồi, lại còn vừa mới cùng Tề Đẳng Nhàn tiêu diệt sạch sẽ tiểu đội Điềm Gở, sát khí và bản tính độc ác của anh ta gần như đã bị dẫn dụ ra hết, tất cả đều đang nằm ở trạng thái đỉnh cao trước nay chưa từng có bao giờ. Vào lúc này, nếu một thân bản tính của Thượng Tuyền Tinh Vũ có thể phát huy được 2 đến 3 phần 10 thì đã là tốt lắm rồi. Anh ta còn chưa kịp thi triển quyền pháp nham toái lưu nổi tiếng vang dội trên khắp cả đất nước Nhật Bản thì đã bị oán quỷ dọa sợ đến mức phải lùi lại 2 bước, đánh mất thời cơ ra tay trước chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Nếu cái người tên Liễu Tông Nham Toái này có thể sáng lập ra nham toái lưu thì nhất định ông ta cũng là một bậc đại tông sư, thế nhưng bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ của ông ta tuyệt đối không thể nào tốt bằng mình được. Chứng kiến cảnh tượng này, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại tiếp tục cảm thấy vô cùng đắc ý. Đến cả một con người nhát cáy như Dương Quan Quan mà cũng được Tề Đẳng Nhàn bồi dưỡng thành một người phụ nữ cực kỳ dũng mãnh và to gan, đến cả khi đối diện với Hồng Thiên Đô mà cô ta còn dám lên giọng ăn nói cực kỳ gay gắt, khi đánh nhau với người ta thì cô ta lại càng không bao giờ sợ hãi. Thượng Tuyền Tinh Vũ đã tập luyện quyền thuật đến một mức độ nhất định, nhưng còn lá gan thì anh ta vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn một chút nào đâu. Khi chỉ vừa mới đối mặt với một đại cao thủ như oán quỷ mà lá gan của anh ta đã mềm nhũn ra thì chắc chắn là Thượng Tuyền Tinh Vũ sẽ không có lấy nửa phần thắng rồi. Nếu nói giống như câu cửa miệng mà Dương Quan Quan thường nói thì là người do dự thì nhất định sẽ bại trận cho coi. Bốp, bốp. Thượng Tuyền Tinh Vũ chỉ vừa mới tiếp được 2 chiêu thì tiết tấu quyền pháp của anh ta đã bắt đầu trở nên rối loạn, những chiêu thức quyền pháp ngang dọc đủ kiểu hoàn toàn không thể thi triển được. Cả tay lẫn chân của anh ta đều không còn chút sức lực nào nữa. Oán quỷ đã có kinh nghiệm trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, cuối cùng chỉ nở một nụ cười đầy khinh thường rồi sau đó bắt đầu thẳng thắn ra tay, một chiêu làm lóa mắt, tiếp đến lại là một cú đá vào thẳng bắp chân của Thượng Tuyền Tinh Vũ, khiến cho anh ta rối loạn tinh thần, cuối cùng là dẫn trước một bước, dùng cùi chỏ thúc mạnh một cú thẳng vào gương mặt của Thượng Tuyền Tinh Vũ.
Bốp! Thượng Tuyền Tinh Vũ bị đánh đến mức đầu nghiêng hẳn sang một bên, trong miệng liên tục phun ra toàn là máu, bên trong đó còn lẫn cả một vài cái răng vừa vỡ vừa mẻ, trông có vẻ cực kỳ thê thảm. Văn Tư Thuận không nhịn được mà tỏ ra vô cùng sợ hãi, thì ra cái người tên oán quỷ này lợi hại đến như vậy sao, có thể đánh cho đại sư huynh Thượng Tuyền Tinh Vũ của môn phái Nham Toái Lưu thê thảm đến mức không thể nào ngóc đầu dậy được ư. Oán quỷ chỉ cần dùng một động tác đơn giản cũng đã có thể tóm được cánh tay trái của Thượng Tuyền Tinh Vũ, sau đó năm ngón tay của oán quỷ cứ như là gang thép, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong da thịt của Thượng Tuyền Tinh Vũ, vừa mới bấm nhẹ một cái đã lập tức tạo ra một vết rách trên da thịt của Thượng Tuyền Tinh Vũ. A! À. Thượng Tuyền Tinh Vũ hét lên một tiếng vô cùng thê thảm, anh ta lập tức rụt tay về rồi sau đó bị oán quỷ dùng một cước đá thẳng ra ngoài cửa lớn. Oán quỷ nói, trước đây sư phụ của cậu đã từng phế bỏ cánh tay trái của tôi, bây giờ tôi cũng phải phế bỏ một cánh tay của cậu, vậy là rốt cuộc cũng có qua có lại rồi. Đương nhiên là anh ta muốn trực tiếp siêu độ cho Thượng Tuyền Tinh Vũ ngay bây giờ, nhưng Tề Đẳng Nhàn nói rằng trước khi siêu độ thì tuyệt đối không được ra đòn chí mạng. Dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn sẽ không để cho oán quỷ được thỏa thích giết chóc, huống hồ thân phận của đối phương lại còn nhạy cảm như vậy, oán quỷ là một người ngoại quốc. Không chừng chuyện này còn có thể ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước nữa chứ, nếu như để xảy ra tai nạn chết người thì bản thân hắn cũng sẽ rất đau đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Văn Trác sợ hãi tới nỗi suýt thì tè ra quần ngay tại chỗ. Anh ta vốn tưởng rằng mình có thể gây khó dễ được cho nhà họ Văn, ai lại có thể ngờ được rằng gốc rễ của bọn họ cứng như vậy cơ chứ. Thượng Tuyền Tinh Vũ mềm nhũn nằm trên mặt đất, được một vài sư đệ dìu đứng lên. Đến lúc này anh ta mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, Miyagaki Shingo, mong là đến khi gặp được sư phụ của tôi thì ông vẫn còn có thể cứng miệng như vậy. Ngược lại thì tôi cũng muốn nhìn thử xem liệu người Trung Quốc này có thể bảo vệ được ông hay không đấy. Đối mặt với sự đe dọa của Thượng Tuyền Tinh Vũ, oán quỷ chỉ cười trừ, hoàn toàn không để ý. Dù sao cũng có Tề Đẳng Nhàn bảo kê, anh ta còn sợ gì Liễu Tông Nham Toái chứ. Đến đây. Ông mà đến tôi đập ông thành Liễu Tông Nhân Toái. Phứt lại một câu hung ác cho Thượng Tuyền Tinh Vũ, rồi hung dữ liếc Văn Tư Thuận một cái, hiển nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mục đích của họ là lấy được tài nguyên của Văn Dũng Phu, bảo đảm bản thân có thể phát triển vững vàng ở U Đô, bây giờ lại bị đảo lộn kế hoạch, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách khác. Đường Văn Trác thấy tình hình không ổn, cũng muốn chuồn đi theo. Lại bị Tề Đẳng Nhàn sai oán quỷ chặn lại. Vừa nãy anh nói sẽ bỏ ra ngoài, bây giờ anh muốn tự mình thực hiện, hay cần cậu ta đánh gãy chân chó của anh? Tề Đằng Nhàn cười tít mắt nhìn Đường Văn Trác, hỏi. Anh Thượng Tuyền, cứu tôi. Đường Văn Trác vội vàng nhìn về phía Thượng Tuyền Tinh Vũ, tuyệt vọng cầu cứu. Lúc này Thượng Tuyền Tinh Vũ làm gì còn muốn để ý đến hắn, đoàn người lập tức rời đi. Đường Văn Trác trợn tròn mắt, qua cầu rút ván như vậy, thật sự là có hơi quá đáng rồi đấy. Oán quỷ lập tức đạp một cái lên đầu gối Đường Văn Trác, răng rắc một tiếng, đối phương tức ngã xuống đất, ôm lấy đầu gối bị đạp gãy của mình lăn qua lăn lại. Tôi tình nguyện bò ra ngoài mà, anh việc gì phải động thủ? Đường Văn Trác gào khóc nói. Anh không nói sớm, oán quỷ vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên không có tí thiện cảm nào đối với tên bạch nhãn lang như Đường Văn Trác, xua tay nói, nhanh cút đi. Đường Văn Trác vừa lăn vừa bò ra ngoài, rời khỏi Văn gia. Văn phu nhân nhìn Đường Văn Trác rời đi, trên mặt lộ ra mấy phần lạnh lẽo, nói với Văn Tư Thuận, tìm vài người anh em, xử lý hắn đi. Văn Tư Thuận hơi ngẩn người rồi lập tức gật đầu. Tề Đẳng Nhàn nghe Văn phu nhân nói, cũng có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn bà ta một cái. Văn phu nhân mỉm cười nói với Tề Đẳng Nhàn, cậu Tề, cậu đừng nghĩ tôi thủ đoạn độc ác. Tên Đường Văn Trác này sống sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của cậu, cũng sẽ tạo ra sự uy hiếp nhất định đối với sự ủng hộ của tôi cho cậu. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, cảm thấy Văn phu nhân này quả không hổ là người phụ nữ của Văn Dũng Phu, tính cách cũng khá ngang ngược đó. Nhổ cỏ tận gốc cũng tốt, loại bạch nhãn lang này sống cũng chỉ có khiến người khác ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Văn phu nhân đáp, tên Thượng Tuyền Tinh Vũ đó chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nếu sau này hắn còn đến Văn gia chúng tôi gây chuyện, còn mong cậu Tề giúp đỡ. T
Tề Đẳng Nhàn đáp, được. Sau khi rời khỏi nhà họ Văn, hắn đuổi oán quỷ về lại khách sạn. Phải nghĩ cách tìm cho ra lão già xảo trá Hồng Thiên Đô, ông ta chính là uy hiếp lớn nhất, nhất định phải giết. Tề Đẳng Nhàn cẩn thận cân nhắc trong lòng trên đường tới bệnh viện. Hồng Thiên Đô và Triệu Gia có mối quan hệ hợp tác, hơn nữa bản thân cũng vô cùng nguy hiểm, nếu không làm thịt ông ta có thể nhảy ra gây thêm phiền phức bất cứ lúc nào. Nhưng người này vô cùng giàu hoạt, cũng rất cẩn thận, lần trước hắn liên thủ với Ngọc Tiểu Long cũng không giữ được ông ta. Sau khi được cao nhân chỉ điểm cho một môn thái cực cổ, trình độ của Ngọc Tiểu Long đã tăng lên không chỉ một cấp bậc, hắn thì càng không phải nói. Nhưng đến thế rồi mà vẫn để cho Hồng Thiên Đô chạy trốn mất. Tề Đằng Nhàn tới phòng bệnh đã nhìn thấy có người khác trong phòng, là Tiết Chân của Tiết gia. Tiết tiên sinh, lại gặp rồi. Tề Đằng Nhàn nhìn thấy Tiết Chân liền cười nói. Hắn cũng không rõ vì sao Tiết Chân lại lộ ra thiện ý như vậy, chỉ vì bọn họ đều nhắm vào Dương gia. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nhưng nếu là như vậy thì rõ ràng hắn cũng là một người thông minh. Tiết Chân vẫy tay với Tề Đẳng Nhàn nói, nghe nói Dương tiểu thư bị thương nhập viện, nên cố tình tới thăm, tặng chút đồ bổ, bày tỏ tấm lòng. Tề Đẳng Nhàn đáp, có lòng rồi. Tiết Chân cười nói, nghe nói Tề tiên sinh xảy ra tranh chấp với vợ ba của Trịnh gia, Triệu Man Nhi. Tề Đẳng Nhàn nói, Tiết tiên sinh có chỉ bảo gì? Sắc mặt Tiết Chân đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Tề tiên sinh, nhất định phải cẩn thận. Triệu Man Nhi không đơn giản. Nói đúng hơn là, hậu thuẫn của cô ta không đơn giản. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên nói, hả, mọi người đều đánh giá cô ta cao vậy. Hậu thuẫn của cô ta là ai? Tiết Chân đáp, cô ta là chị em cùng cha khác mẹ của Thiên Phạt Triệu gia. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên cảm thấy hơi đau răng, thật sự có hơi đau răng. Triệu Biện Tử có thực lực ra sao, mặc dù chưa từng đánh nhau, nhưng hắn vẫn biết. Nhưng nghe nói công lực của Triệu Hồng Tụ còn ở trên cả Triệu Biện Tử, vậy phải khó đối phó đến mức nào? Cô ta có thể đứng vững ở Ma Đô, thậm chí nắm giữ phần lớn tài nguyên của Trịnh gia chính là do cô ta có thể khiến Triệu Hồng Tụ pho tượng Phật lớn này ra tay. Cậu triệt để đắc tội cô ta rồi, đã thế còn phong tỏa khu trọi chó của Trịnh gia, cô ta khả năng muốn băm cậu thành trăm mảnh rồi. Vậy nên cậu nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Tiết Chân nghiêm túc nói. Dáng vẻ không giống như đang nói đùa. Tề Đằng Nhàn đáp, tôi muốn biết, sao Tiết tiên sinh lại nói với tôi những lời này. Qua lại thân thiết với tôi như thế, lẽ nào không sợ lọt vào tầm ngắm của kẻ thù à? Tiết Chân cười nói, tôi biết Tề tiên sinh là hạc giữa bầy gà, qua lại thân thiết với Tề tiên sinh, cũng coi như là một loài đầu tư đi. Tề Đằng Nhàn biết Tiết Chân không nói thật, làm gì có chuyện tự nhiên lại đi đầu tư, trước đây còn chưa từng gặp mặt. Đã biết hắn là hạc trong bầy gà. Tiết Chân không muốn nói, Tề Đẳng Nhàn cũng lười ép anh ta. Có chuyện gì, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào, có thể giúp được, Tiết gia tôi nhất định sẽ giúp. Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi xin phép đi trước. Tiết Chân chắp tay nói. Tiết tiên sinh đi thong thả, Tề Đẳng Nhàn khách sáo đáp lại. Dương Quan Quan nói, thiên phạt của Triệu gia đó rất lợi hại à. Anh ta vừa nhắc đến người này. Sắc mặt anh đã thay đổi rồi. Tề Đẳng Nhàn đáp, Quan Quan à, đều là phụ nữ, cô không được chịu thua kém đâu đấy. Đến lúc đấy, cô làm thiên phạt của tôi. Dương Quan Quan không nhịn nổi trợn trắng mắt nhìn hắn, hỏi, phụ nữ á? Một thằng đàn ông cao to như anh đánh không lại một người phụ nữ. Còn để tôi tranh giành, có mất mặt không hả? Tề Đẳng Nhàn cười đáp, có đánh lại hay không thì không biết. Nhưng dù sao thì danh tiếng của người ta cũng lớn lắm đó. Chưa đánh đã sợ đâu có được, đến một người thì đánh một người thôi. Dương Quan Quan nói. Khí thế không tồi, tiếc là không có bản lĩnh, bị đánh thành cái bộ dạng này, nói ra cũng mất mặt. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan tức giận nói, hắn ta dùng thủ đoạn, nếu không tôi đã đánh chết hắn rồi. Tề Đẳng Nhàn đáp, chân chính bước vào một trận chiến sinh tử. Dùng tí thủ đoạn cũng không tính là gì. Đánh nhau, không phải chỉ là một phút nóng máu, có lúc cũng phải sử dụng đến đầu. Lúc này, Thượng Tuyền Tinh Vũ đã đứng ngoài một căn phòng cờ, đợi sư phụ Liễu Tông Nham Toái của anh ta. Trong phòng cờ, Liễu Tông Nham Toái và một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trước bàn cờ,
trên bàn cờ đen trắng đan xen, tình hình phức tạp. Liễu Tông Nham Toái Vân về quân cờ đen, trầm tư một lúc, cuối cùng từ bát đựng lấy ra một quân cờ đặt lên bàn cờ, thở ra một hơi. Kỳ nghệ của Triệu tiểu thư quả thật siêu phàm thoát tục, chơi cả ba ván mà tôi vẫn không tìm được bất kỳ cơ hội nào, tôi chịu thua. Liễu Tông Nham Toái dựng thẳng lưng, gập đầu nhận thua. Đa tạ, Triệu Hồng Nê cười nhẹ, Liễu Tông tiên sinh vốn là người nhà võ, lại tinh thông kỳ nghệ như vậy, cũng khiến người ta vô cùng bái phục. Đợi kết thúc ván cờ, Thượng Thuyền Tinh Vũ mới tiến vào chào hỏi, một cánh tay của anh ta bị băng bó chi chít buông thõng trước ngực. Sư phụ, Thượng Thuyền Tinh Vũ cúi gập người 90 độ trước mặt Liễu Tông Nham Toái. Sao lại bị đánh thành ra thế này? Liễu Tông Nham Toái thấy dáng vẻ anh ta như vậy, vô cùng ngạc nhiên, hơi nhíu mày hỏi. Liễu Tông Nham Toái cũng đã 60 tuổi rồi, nhưng nhìn bên ngoài lại giống như còn chưa tới 40 tuổi. Đây là bởi vì khí huyết ông ta dồi dào, không bị tắc nghẽn, nên mới không già đi nhanh chóng. Nhìn thấy vết thương trên người Thượng Tuyền Tinh Vũ, ông ta không hề tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì người luyện võ đánh đánh đấm đấm là chuyện rất bình thường, bị thương cũng là chuyện như cơm bữa. Thượng Tuyền Tinh Vũ mím môi nói, con đã gặp được Miyazaki Shinzo, tay con bị thương là do hắn. Liễu Tông Nham Toái vừa nghe đến cái tên này, đáy mắt lập tức lóe qua ánh sáng lạnh lẽo, nói cái gì? Miyazaki Shinzo, vậy mà tên đó lại ở ma đô của Hoa Quốc. Thượng Tuyền Tinh Vũ gật đầu nói, vốn dĩ con định thu phục cả nhà sư đệ, nào ngờ Miyazaki Shinzo lại ở đó. Liễu Tông Nham Toái nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết con là ai, còn dám ra tay với con? Có một tên trẻ tuổi người Hoa Quốc gọi là Tề Đẳng Nhàn. Miyazaki Shinzo cũng là do hắn ta gọi đến. Thượng Tuyền Tinh Vũ 1910 kể hết mọi chuyện. Vừa nghe Thượng Tuyền Tinh Vũ nói dứt lời, Triệu Hồng Nê liền ngẩng đầu lên, nói Tề Đẳng Nhàn. Liễu Tông Nham Toái quay đầu lại nhìn Triệu Hồng Nê nói, sao vậy, Triệu tiểu thư quen hắn ta sao? Là một tên hèn hạ. Triệu Hồng nghĩ một lúc, cuối cùng dùng hai từ hèn hạ để miêu tả chung về Tề Đẳng Nhàn. Nếu Tề Đẳng Nhàn biết Triệu Hồng Nê miêu tả hắn như thế, nhất định sẽ tức giận, lập tức gọi điện cho Jinva, đánh cho cô ta không còn một manh giáp trên bàn cờ. Thực chất, kỳ nghệ của Triệu Hồng Nê rất đỉnh, mặc dù chỉ mới là chuyên nghiệp cấp 3P, nhưng nếu cô ta tập trung cả tinh thần và thể xác vào giải đấu chuyên nghiệp, thì rank tăng cũng chỉ là vấn đề của thời gian thôi. Ngọc Tiểu Long và Irena Jinva đều có thể đánh thắng cô ta, có thể thấy hai người này thật sự đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, kỳ nghệ của Ngọc Tiểu Long vẫn kém hơn Irena Jinva một chút, cô ấy từng nhận, nếu chơi thêm 2-3 ván, để Triệu Hồng Nê quen với phong cách đánh cờ của cô ấy sẽ không có cơ hội thắng. Nhưng Irena Jinva thì khác, đơn thuần là vận dụng não, trí lực vô cùng cao, có chơi bao nhiêu ván vẫn giữ được chiến thắng. Thường Tuyền Tinh Vũ nghĩ đến Tề Đẳng Nhàn lại phát cáu, nếu không có tên gây rối chết tiệt này. Nói không chừng anh ta đã xử lý xong Văn gia rồi. Hắn ta đúng là rất hèn hạ, là một tên tiểu nhân không hơn không kém. Thượng Tuyền Tinh Vũ cắn răng nói. Thượng Tuyền, không được nói xấu sau lưng người khác, như vậy rất thiếu đạo đức. Liễu Tông Nham Toái không cảm xúc nói. Vâng, Thượng Tuyền Tinh Vũ vội vàng trả lời. Triệu Hồng Nê nói, mặc dù hắn hèn hạ, nhưng tôi không thể không thừa nhận, kỳ nghệ của hắn rất tốt. Hơn nữa võ thuật cũng rất đỉnh. Liễu Tông Nham Toái nghe đến đây liền nổi lên hứng thú, nói, vậy hắn thật sự thú vị đấy. Bây giờ, người trẻ tuổi có thể luyện võ đến cấp bậc cao, kỳ nghệ cũng được mài giũa vượt trội, quả thật rất hiếm gặp. Triệu Hồng Nê đáp, đúng vậy. Liễu Tông Nham Toái nói, tôi nghe nói chị của Triệu tiểu thư Triệu Hồng Tụ, võ nghệ cao cường, kỳ nghệ lại vô cùng khó ngửi. Không biết tôi có vinh hạnh gặp mặt cô ấy không? Triệu Hồng Nê lập tức cảm thấy kỳ quái, nói ông muốn gặp chị ấy. Vẻ mặt Liễu Tông Nham Toái tràn đầy kỳ vọng nói có thể không? Triệu Hồng Nê lắc đầu, nói thôi đi, tốt nhất là đừng gặp chị ấy. Tôi sợ lúc ông đánh cờ với chị ấy, không dừng tay được, thắng chị ấy quá nhiều trận, khiến chị ấy thẹn quá thành giận, chị ấy đánh chết ông mất. Thượng Tuyền Tinh Vũ nghe vậy, tức giận nói, Triệu tiểu thư, cô biết sư phụ tôi là ai không?
là đại tông sư số 1 số 2 của nước Kiệt Bành, là người sáng lập Nham Toái Lưu. Triệu Hồng Nê đáp, tôi biết, nhưng đâu ảnh hưởng gì đến việc ông ấy bị Triệu Hồng Tụ đánh chết. Đừng nói nữa, Liễu Tông Nham Toái quay đầu liếc Thượng Tuyền Tinh Vũ một cái, lạnh lùng nói. Thượng Tuyền Tinh Vũ lập tức câm như hến, một câu cũng không nói. Liễu Tông Nham Toái nói, Triệu Hồng Tụ tiểu thư là phận đàn bà con gái lại luyện ra được một thân võ thuật tuyệt đỉnh như vậy, ta đã hâm mộ từ lâu, hy vọng có thể gặp mặt cô ấy một lần, bắt tay một cái là được rồi. Triệu Hồng Nê chỉ lịch sự cười nhẹ, rõ ràng cô ta sẽ không đưa Liễu Tông Nham Toái đến gặp Triệu Hồng Tụ. Thôi vây, có duyên ắt sẽ gặp, Liễu Tông Nham Toái ngẩn người sau đó thở dài nói. Triệu Hồng Nê đùa nghịch quân cờ trong tay, một lúc sau, mới nói, hôm nay đến đây thôi, nếu Liễu Tông Tiên Sinh muốn đánh cờ, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Dù sao trong mắt tôi, Liễu Tông Tiên Sinh cũng là một đối thủ xứng tầm. Cảm tạ đã chỉ giáo, Liễu Tông Nham Toái rất phong độ hơi khom người gật đầu chào. Không thể không nói, không thể bắt bẻ một chút nào về lễ nghi của người nước Kiệt Bành. Đặc biệt là một đại tông sư cấp bậc như Liễu Tông Nham Toái, nhất cử nhất động đều phong độ bất phàm, tỏa ra khí chất của người đứng đầu. Liễu Tông Nham Toái đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, sau đó rời khỏi phòng cờ. Sư phụ, có cần phải đi tìm Miyazaki Shinzo không? Thượng Tuyền Tinh Vũ tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Không cần, nhà này không được, thì chúng ta đổi nhà khác. Liễu Tông Nham Toái lắc đầu, Văn gia vốn dĩ chính là cô nhi quá phụ, hơn nữa Văn Tư Thuận lại là sư đệ của con, để con đi cưỡng ép Văn gia, đã đủ quá đáng rồi. Thượng Tuyền Tinh Vũ không dám nói gì nữa, mím chặt môi cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Thượng Tuyền Tinh Vũ cũng biết, Liễu Tông Nham Toái là một võ sư rất phong độ, là một tông sư chân chính, không phải là loại người làm việc không có điểm mấu chốt. Nhưng, chuyện làm ăn cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không chịu ra thất vọng, đổi người khác hợp tác, vậy thì chúng ta lỗ to rồi. Thượng Tuyền Tinh Vũ cười khổ nói. Con có quá nhiều tâm tư, nên mới luyện võ không tốt. Liễu Tông Nham Toái không cảm xúc nói. Con cũng là, nhưng nếu con không nghĩ những cái này, thì không ai nghĩ cả. Thượng Tuyền Tinh Vũ bất đắc dĩ nói. Liễu Tông Nham Toái nói, hiện tại Ma Đô Long Môn có hai phó đà chủ, chúng ta qua lại với Tống Chí Mai một chút, người phụ nữ này dã tâm to lớn, có lẽ có thể làm nên chuyện. Thượng Tuyền Tinh Vũ nói, sao không chọn Giang Sơn Hải? Thế lực của ông ta có vẻ còn lớn hơn Tống Chí Mai. Giang Sơn Hải là người của Triệu gia, mặc dù chúng ta hợp tác với Triệu gia, nhưng không được để bọn họ dắt mũi mà đi. Lần này Triệu gia muốn đối phó người của Nam Dương Trần Thị, bảo ta phái ba cao thủ trong Nham Toái Lưu. Bọn họ thề thốt nói sẽ phái thêm tiểu đội ác Triệu tinh nhuệ nhất Hoa Quốc, cho người của chúng ta đi chỉ là dệt hoa trên gấm, thêm một phần chắc chắn mà thôi. Hừ, kết quả thì sao? Vẻ mặt Liễu Tông Nham Toái lạnh lùng, trong giọng nói bắt đầu có chút không vừa lòng. Sắc mặt Thượng Tuyền Tinh Vũ trắng bệch, trong lòng hoảng sợ, anh ta biết người Liễu Tông Nham Toái phái ra là ai, cũng biết bọn họ lợi hại đến mức nào. Nhưng bọn họ lại có đi mà không có về. Ngày từng ngày trôi qua, mấy ngày nay Tề Đẳng Nhàn đều vô cùng cảnh giác kể cả là khi ngủ. Hắn không biết gì về Triệu Hồng Tụ, không rõ phong cách hành sự của cô ta thế nào, nhỡ may lại giống tên khốn nạn dạ ma thích chơi trò lẻn vào ám sát, mình không đề phòng một cái là mất mạng như chơi. Nhưng, đợi mấy ngày nay cũng không thấy Triệu Hồng Tụ, điều này khiến Tề Đẳng Nhàn rất khó chịu. Vết thương của Dương Quan Quan hồi phục rất nhanh, dù sao ngày nào cũng có thần y như Tôn Thanh Huyền điều chế thuốc cho cô ta lại cũng là người luyện võ, chức năng cơ thể khỏe mạnh, khí huyết dồi dào, đương nhiên là khỏi rất nhanh. Khiến Dương Quan Quan ngạc nhiên là tên háo sắc Tề Đẳng Nhàn hình như đổi tính rồi, mấy ngày nay đều không đến bắt nạt cô ta. Xem ra Triệu Hồng Tụ sẽ không động vào mình trong một thời gian ngắn, trước đó, giải quyết cái tên tai họa Hồng Thiên Đô trước đã. Tề Đẳng Nhàn đợi mãi mà không đến, quyết định tính kế giết chết Hồng Thiên Đô trước. Hồng Thiên Đô vẫn còn ở Ma Đô, bây giờ nơi này hội tụ rất nhiều nhân vật phong vân, ông ta đang chờ cơ hội có thể ra tay. Nhưng Tề Đẳng Nhàn không muốn cho ông ta thêm một cơ hội nữa, để sự việc như lần trước xảy ra thật sự quá nguy hiểm.
nếu không phải được Vĩnh Dạ Quân âm thầm bảo vệ trong bóng tối, thi thể hắn đã lạnh từ lâu rồi. Mở họp nào, mở họp nào. Tề Đẳng Nhàn triệu tập đám người đồ phu đến, sau đó hung hăng đập lên mặt bàn. Ba người lập tức ngồi ngay ngắn, cũng không biết lần này Tề Đẳng Nhàn triệu tập bọn họ đến là vì chuyện gì. Mấy ngày nay oán quỷ đều sống trong nỗi sợ hãi bất an, chỉ sợ Liễu Tông nham toái gây sự với mình, nhưng giống như Tề Đẳng Nhàn, đợi mãi cũng không đợi được người, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Tôi tin chỉ có Vô Lại mới hiểu suy nghĩ của Vô Lại nhất. Bây giờ tôi cần các cậu phân tích Hồng Thiên Đô, rồi tìm ông ấy ra đây cho tôi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp phứt tư liệu chi tiết của Hồng Thiên Đô cho ba người. Đương nhiên là tôi cũng gửi tư liệu cả cho bên nhà tù, bố tôi sẽ phát cho cả đám phạm nhân trong tù nữa, để bọn chúng cùng phân tích. Lần này mục tiêu hành động của chúng ta chính là Hồng Thiên Đô. Trong tài liệu có ghi chép chi tiết lại những câu chuyện ngày thường của Hồng Thiên Đô, bao gồm sở thích và thói quen của ông ta. Tề Đẳng Nhàn thuộc bộ phận quan trọng như ban chính trị, hơn nữa còn chủ động đề nghị muốn đối phó Hồng Thiên Đô, bên trên tất nhiên cũng mở đèn xanh, vứt hết tài liệu chi tiết cho hắn. Bên trên cũng không phải chưa tìm đủ mọi cách để đối phó với ông ta, thậm chí còn mời rất nhiều chuyên gia phân tích hành vi đến phân tích Hồng Thiên Đô, hy vọng có thể tìm được ông ta rồi tiến hành vây quét. Thế nhưng, bây giờ người ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trên tài liệu nói, Hồng Thiên Đô thích phụ nữ thành thục trưởng thành, tôi nghĩ có thể ra tay từ điểm này. Đồ phu vuốt cằm nói. Nhảm nhí, ở đây nói thủ đoạn của ông ta tàn nhẫn, tôi nghĩ ông ta thích giết người, nên bắt tay từ điểm này. Dạ Ma phản bác nói. Đều không phải, đều không phải, oán quỷ cũng có ý kiến riêng. Tề Đẳng Nhàn lại đen mặt. Nói, tài liệu trên tay mọi người chỉ mang tính chất tham khảo, nếu không tôi còn cần các người phân tích làm gì. Trong nhà tù U Đô giam giữ rất nhiều người tài giỏi, thậm chí có một số người còn từng làm những chuyện lớn khiến cả thế giới chấn động, đa số đều là hạng người vô cùng hung ác, để bọn họ phân tích Hồng Thiên Đô, còn thực tế gấp mấy lần mấy nhà chuyên gia kia. Vì vậy, hội nghị phân tích cách đối phó Hồng Thiên Đô đồng thời mở ra tại cả Thượng Hải và U Đô. Tại sảnh tuyên truyền giáo dục của nhà tù U Đô, Tham Lang đang ngồi trên bục giảng, máy chiếu phát tư liệu của Hồng Thiên Đô, ngồi bên dưới cơ bản đều là những ác nhân có danh tiếng. Tham Lang ho khan mấy tiếng nói, người này là Hồng Thiên Đô, từng xưng là siêu cấp cao thủ La Hán của đất nước, bây giờ đã trở thành người phản quốc, đồng thời thành lập tổ chức huyết khô lâu vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài. Hiện tại người này đang ẩn núp ở Thượng Hải, muốn đối địch với nhị đương gia. Hồng Thiên Đô đang định vì dân trừ hại đây mà. Tôi ủng hộ Hồng Thiên Đô. Cuối cùng cũng có cao thủ nguyện ý đối phó cái tai họa nhị đương gia này, đỉnh quá đi. Khuôn mặt của Tề Bất Ngữ đen lại, đột nhiên ho một tiếng. Sắc mặt những người vừa nói lập tức trắng bệch, sao lại quên mất trong nhà tù còn có một vị đại đương gia rồi. Nói xấu nhị đương gia trước mặt ông ta, không phải là đang tự tìm đường chết à? Tôi biết người bị đang ngồi ở đây đều có bản lĩnh không tầm thường, có người thậm chí còn am hiểu phong thủy, đoán mệnh, xem tướng, vân vân, còn có người chơi bài tarot. Nói tóm lại, tôi không cần biết các người dùng cách gì, phải phân tích ra dấu vết để lại của Hồng Thiên Đô, sau đó cung cấp thông tin có ích cho nhị đương gia. Tham Lang lớn tiếng nói, đương nhiên anh ta cũng chỉ mong sao Tề Đằng Nhàn bị tên Hồng Thiên Đô này giết chết lôi đi, nhưng không dám nói. Đối diện với đại đương gia có thể đánh chịu biện tử hộc máu chật vật chạy về Bắc Kinh, không muốn sống nữa mới dám ăn nói linh tinh. Lần này Tề Đẳng Nhàn thật sự động vào ván sắt rồi, nếu không cũng không điều động nhiều người như này. Không thể không nói, mấy tên côn đồ trong nhà tù U Đô phân tích Hồng Thiên Đô quả thật đáng tin hơn mấy tên chuyên gia gấp mấy lần. Không bao lâu sau, thông tin đã được Tham Lang tổng hợp lại, sau khi sàng lọc qua một lần thì gửi cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhận được thông tin, lập tức ra lệnh đồ phu, dạ ma, oán quỷ đi điều tra. Hắn để ba người bọn họ cùng đi, một là để ba người có thể kiềm chế lẫn nhau, nếu để bọn họ đi riêng, vậy chính là trời cao mặc chim bay, hắn lại phải đau đầu. Thứ hai là giá trị vũ lực của Hồng Thiên Đô thực sự rất cao, người nào trong số ba người bọn họ sâu lâu với ông ta cũng không có khả năng thắng cao. Còn lại hắn thì một mình hành động. Bởi vì hắn rất tự tin với năng lực của mình,
hơn nữa cũng vô cùng muốn đánh thử với một cao thủ như Hồng Thiên Đô. Điều tra hai vị trí đều không đúng, hắn lập tức đi tìm Tôn Dĩnh Thục. Lại là anh, Tôn Dĩnh Thục vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt lập tức đen lại. Cô ta còn tưởng không còn gặp lại thằng nhãi này nữa, gặp một lần bị ngoạm một lần, bị tên này ngoạm không biết bao nhiêu là tiền rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi đến tìm người, chính là người lần trước muốn giết cô, tên là Hồng Thiên Đô, còn có ấn tượng không? Nghe đến cái tên này, cơ thể Tôn Dĩnh Thục bất giác run lên, lần trước Hồng Thiên Đô đến giết cô, để lại cho cô bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Tôn Dĩnh Thục ngạc nhiên đáp, ý cậu là, hắn lại muốn đến giết tôi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, vốn định nói là không, nhưng hắn lại cười, đáp, đúng vậy, lần trước hắn thất thủ, lần này lại trở lại. Người này không đạt được mục đích sẽ không ngừng lại. Tôn Dĩnh Thục nghe đến đây, thực sự có hơi sợ hãi. Cô chết ở Hoa Quốc, quả thật không có lợi đối với chúng tôi. Nhưng, tôi cũng không ở cái vị trí đấy, không có ảnh hưởng gì đến tôi cả, cùng lắm cũng chỉ động đến người phía trên tôi. Tề Đẳng Nhàn bất cần nói. Tôn Dĩnh Thục đen mặt, tức giận nói, ngồi không ăn bám. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói cô tùy ý điều tra được thì báo cáo lên trên, không tra được thì thôi. Hơn nữa, người này lợi hại như nào, chắc cô cũng thấy rồi, tôi tội gì phải vì cô mà đắc tội hắn. Tôn Dĩnh Thục suýt nữa bị tên chó chết này làm tức giận đến ngất đi. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thiếu đạo đức nghề nghiệp y như Ngọc Tiểu Long. Chỉ là Ngọc Tiểu Long thỉnh thoảng còn vô cùng nham hiểm, chẳng hạn như lợi dụng hướng Đông Tinh để lôi Vladimir ra mặt, thực ra cô ta cũng đã chuẩn bị kỹ phương án dự phòng. Nếu lúc đó cô ta có thể đánh lại Vladimir thì công lao thuộc về cô ấy, còn nếu đánh không lại thì mượn đao giết người thôi. Tề Đẳng Nhàn mà biết được suy nghĩ trong lòng Tôn Dĩnh Thục, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Ngọc Tiểu Long mà đơn giản như thế thì làm sao có thể tuổi còn trẻ đã phất lên nhanh như vậy, sao xứng tranh giành với thế lực Triệu gia? Nếu anh đã muốn làm việc thì làm đến cùng không được à? Tôn Dĩnh Thục đen mặt hỏi. Con người tôi chính là thích lười biếng, nhưng nếu cô cho tôi 100 triệu, biết đâu tôi lại vô cùng cố gắng. Mẹ nó, lại bắt đầu. Tôn Dĩnh Thục thiếu chút nữa phát điên tại chỗ, cô ta giận dữ, nói, cho dù tôi có ôm toàn bộ tài phiệt ở Thượng Tinh trong tay, cũng không đủ cho anh thỉnh thoảng đến bịp 100 triệu. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì nở nụ cười ngượng ngùng. Tôn Dĩnh Thục nhìn nụ cười của hắn còn mang theo chút thẹn thùng, thì càng tức giận, thằng nhãi này không làm bộ làm tịch thì chết à. Yên tâm, tôi chỉ là tới điều tra mà thôi, cũng chưa thu được tin tức chính xác là Hồng Thiên Đô muốn giết cô. Ông ta đến Thượng Hải còn đầy chuyện phải làm, giết chết cô không có lợi gì với ông ta cả. Anh nói thật, Tôn Dĩnh Thục nửa tin nửa ngờ, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn bởi vì lười biếng mà lừa gạt mình. Tề Đẳng Nhàn nói, người này rất nguy hiểm, cho nên tôi muốn bóp chết ông ta trước, tránh cho đến lúc quan trọng lại lòi cái mặt ra phá hỏng chuyện của tôi. Tôn Dĩnh Thục nói, vậy thì tốt, nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút. Tề Đẳng Nhàn không ngờ Tôn Dĩnh Thục sẽ nói hắn cẩn thận, người phụ nữ này không phải nên ước gì mình chết sớm một chút, sớm ngày đăng xuất hà. Bên Hàn Thành Tuấn, có tin tức gì không? Tôn Dĩnh Thục do dự một lát, hỏi, tôi nghe người ta nói, anh đưa đồ đệ của hắn đến đạo quán của hắn, hơn nữa, còn giết ngay trước mặt hắn. Tin tức của cô nhạy như vậy, thì cũng có thể tự tìm hiểu được, còn hỏi tôi làm cái gì? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Anh biết rõ còn hỏi, tôi chỉ muốn lấy lại bài vị của bố tôi. Tôn Dĩnh Thục mặt không chút thay đổi nói, nếu anh có thể đánh bại hắn, không cần anh nói, tôi chủ động cho anh 100 triệu. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ ống quần của mình, đứng lên, nói, nếu hắn dàn xếp ổn thỏa, thì tôi sao cũng được. Nhưng nếu hắn dám tới tìm tôi gây sự, tôi sẽ đánh cho hắn đến sinh hoạt không thể tự mình xử lý. Hắn đang chuẩn bị rời đi. Thì thấy Tôn Mỹ Nghệ mặc bộ trang phục thư ký bưng cà phê đi tới. Chào Tề Tổng, mời uống cà phê. Tôn Mỹ Nghệ bưng cốc cà phê đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, thuận miệng hỏi, chắc cô không học cái thằng chim nhỏ họ Park gì gì đấy, bỏ thuốc vào bên trong đâu nhỉ? Tôn Mỹ Nghệ nghe vậy, khuôn mặt lập tức cứng đờ, nói, Tề Tổng, mấy người Trung Quốc các người nói chuyện đều thiếu tôn trọng người khác như vậy à?
Thật ra Tôn Dĩnh Thục lại muốn nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn trừng trị Tôn Mỹ Nghệ, dù sao Tôn Mỹ Nghệ cũng là người nhà họ Choi phái đến giám sát cô ta, khiến cô ta cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Tôi chưa bao giờ tôn trọng xúc sinh thích bỏ thuốc người khác, cho dù cô lớn lên trông cũng không tệ, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tề Tổng, anh có ý gì? Tôn Mỹ Nghệ tức giận nói. Mí mắt Tôn Dĩnh Thục hơi giật giật, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, có chút bất đắc dĩ, có chút chua xót, còn có chút phẫn nộ. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng sờ lỗ tai của mình, nói cô có biết loại người giống như tôi thính giác rất tốt. Cô muốn gọi điện thoại, thì trốn ra xa một chút, hoặc là ở căn phòng có thể cách âm hoàn toàn ý. Sắc mặt Tôn Mỹ Nghệ rất khó coi. Tôn Mỹ Nghệ, cô trở về Triều Tiên đi, hành động của cô làm tôi quá mất mặt. Tôn Dĩnh Thục mở miệng, ngữ khí đạm mạc nói. Tôn Dĩnh Thục, đồ khốn khiếp, cô chẳng qua là gả đến đúng lúc mà thôi. Tất cả những gì cô có bây giờ vốn đều không thuộc về cô, nếu cô không chịu buông tay, sớm muộn gì cũng bị giết chết. Tôn Mỹ Nghệ thấy mặt nạ đã bị xé rách, lập tức điên cuồng giống giận lên. Tôn Dĩnh Thục mặt không chút thay đổi nhìn cô ta, những lời như vậy, cô ta đã nghe rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nghe, cô ta đều rất tức giận. Chỉ là người như cô ta từ lâu đã không còn thể hiện vui buồn ở trên mặt, bởi vì cô không thể để lộ quá nhiều sơ hở cho người ta nắm thóp được. Tề Đẳng Nhàn nhìn Tôn Dĩnh Thục, xua tay, nói, bên cạnh cô toàn là thể loại gì vậy? Bây giờ có phải càng nghĩ càng thấy hối hận lúc trước đâm sau lưng tôi, khiến tôi lật mặt với cô đúng không? Tôn Dĩnh Thục mím môi không nói gì, những lời này của Tề Đẳng Nhàn quả thật đã đâm vào trái tim của cô ta. Tôn Mỹ Nghệ cười lạnh nói, anh cảm thấy bản thân mình là thể loại gì tốt à? Cũng xứng đánh giá tôi. Đủ rồi. Tôn Dĩnh Thục lập tức cái đứng dậy, trực tiếp tát thẳng lên mặt Tôn Mỹ Nghệ, lạnh lùng nói, cút cho tôi. Đừng ở đây làm tôi mất thể diện. Đầu Tôn Mỹ Nghệ lệch sang một bên, lui về phía sau vài bước, cắn răng nói, được, được lắm, Tôn Dĩnh Thục, đồ khốn nạn nhà cô lại dám đánh tôi. Tôi ngược lại muốn xem, đến lúc đó cô chết như thế nào. Nói dứt câu, cô ta giận dữ rời đi. Tôn Dĩnh Thục thất vọng ngồi xuống, chậm rãi thở dài, đúng như Tề Đẳng Nhàn nói, bên cạnh cô luôn là người như vậy, khiến cô ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Này, đuổi đi một cái đinh trong mắt, hay là uống một ly cà phê chúc mừng một chút. Tề Đẳng Nhàn bưng cà phê, nói với Tôn Dĩnh Thục. Cút, Tôn Dĩnh Thục tức giận mắng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, sớm biết vậy thì vừa nãy tôi đã không chọc thủng chuyện này, chúng ta uống cốc cà phê. Nói không chừng bây giờ cô đã hét là dùng sức một chút, chứ không phải là cút. Tôn Dĩnh Thục thở hổn hển, giận dữ nói, lấy chuyện này ra đùa giỡn thú vị lắm à. Tề Đẳng Nhàn lại nói, tôi cảm thấy rất thú vị nha. Chấm chấm chấm. Tôn Dĩnh Thục cạn lời nhìn hắn, đến cả cục tức vừa nãy cũng bị thằng nhãi này làm cho biến mất rồi. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, nói tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng thương. Nắm quyền lực lớn như vậy thì sao chứ, bên cạnh ngay cả một người trung thành cũng không có. Tôn Mỹ Nghệ bỏ thuốc vào cà phê, đương nhiên không phải là thuốc độc, mà là loại thuốc có thể thúc đẩy quan hệ nam nữ. Nhà họ Choi muốn hạ bệ Tôn Dĩnh Thục, nhưng nếu như không thể đưa ra chứng cứ sắt đá, thì cũng không thể lay chuyển được địa vị hiện tại của cô. Cho nên, vừa rồi khi Tôn Mỹ Nghệ gọi điện thoại cho nhà họ Choi báo cáo chuyện Tôn Dĩnh Thục gặp mặt Tề Đẳng Nhàn, nhà họ Choi lập tức ra lệnh cho cô ta bỏ thuốc. Mặc dù bỏ thuốc là thủ đoạn rất tầm thường, nhưng suy cho cùng không phải vẫn rất trực tiếp rất dễ dùng sao. Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục bạo phát thú tính, đến lúc đó Tôn Mỹ Nghệ chụp lấy hai tấm ảnh hoặc là video, thì lần này Tôn Dĩnh Thục hoàn toàn sụp đổ rồi. Chuyện lần trước, là tôi không đúng. Tôn Dĩnh Thục cúi đầu, nói. Anh có thể đừng nói như vậy nữa được không, thật sự rất đau. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy trong hốc mắt của người đàn bà rắn rết này vậy mà lại có một vòng nước mắt. Hắn chỉ cười ha hả hai tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Tôn Dĩnh Thục nói, tôi không phải loại người như anh nghĩ. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn cô một cái, nói tôi cũng hy vọng cô không phải, ít nhất cũng có thể làm bạn bè bình thường. Thành thật mà nói thì Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cuộc sống của Tôn Dĩnh Thục cũng khá là nhàm chán.
Cho dù có sở hữu khối tài sản và quyền lực khổng lồ như vậy nhưng cô ta lại chẳng có ai để tin tưởng và suốt ngày phải đấu đá với người khác, cuộc sống như vậy cũng khá là mệt mỏi nhỉ. Giống như cái người được gọi là vĩ nhân mà Gusinski đã từng nhận xét kia, có quyền lực ngút trời thì có sao chứ, chẳng phải ông ta vẫn phải làm ra những bốn cái thế thân và ngày ngày sống trong lo sợ hay sao? Đương nhiên, cũng có thể là Tôn Dĩnh Thục phải gánh vác trách nhiệm nào đó giống như Hướng Đông Tinh thì sao, hắn đâu thể nào biết được. Tôi đã đi tìm qua ba nơi nhưng vẫn không tìm thấy manh mối của Hồng Thiên Đô, các cậu có phát hiện gì không? Tề Đảng Nhàn gọi điện thoại cho đám đồ phu và hỏi. Tạm thời vẫn chưa có, chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra. Đồ phu trả lời một cách thành thật. Tề Đảng Nhàn ồ lên một tiếng rồi cúp điện thoại đi, sau đó lại tiếp tục đi đến địa điểm khả nghi thứ tư. Ở trong một thành phố lớn như Thượng Hải mà muốn đi tìm một người quả thực chẳng khác nào là mò kim đáy bể cả, có điều, trải qua sự phân tích của rất nhiều tên côn đồ trong nhà tù U Đô và cả đám người đồ phu nữa thì ít nhiều cũng có thể nhìn thấy được một chút hy vọng. Đang mải bước đi, Tề Đảng Nhàn bỗng nhận được điện thoại của Lý Vân Huyền. Trong khoảng thời gian khi hắn ở Thượng Hải, hai người họ đã gọi điện thoại cho nhau ba lần. Dạo gần đây Lý Vân Huyền rất bận rộn còn Tề Đảng Nhàn thì lại có thư ký Dương để có thể trêu ghẹo bất cứ lúc nào nên vui đến quên cả lối về. Em sắp đến Thượng Hải rồi, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón em đi. Lý Vân Huyền vừa mới mở miệng đã buông ra câu nói như sét đánh ngang tai. À, em sắp đến Thượng Hải à? Tề Đảng Nhàn nghe thấy tin Lý Vân Huyền sắp đến Thượng Hải thì bỗng chốc ngẩn người, chẳng lẽ là chuẩn bị trình diễn Tu La Địa Võng hay sao? Lý Vân Huyền cười khẩy và nói, sao nào, sao nghe giọng của Tề Tổng như kiểu anh rất không muốn em đến đó thế nhỉ? Tề Đảng Nhàn nói, đâu có, bây giờ tôi đang nhớ em lắm này, tôi sắp quên mất dòng ký tự ở trên chân em được sắp xếp như thế nào rồi. Lý Vân Huyền bỗng cảm thấy rất buồn cười, cô ấy nói, em đến Thượng Hải có chút việc, nhân tiện đến thăm mẹ em luôn. Anh có hơi không phải đấy nhé, đến Thượng Hải lâu như thế rồi mà cũng không chủ động đến thăm hỏi bà ấy. Tề Đảng Nhàn nói, dạo gần đây tôi khá là bận rộn, đợi đến khi tôi rảnh hơn rồi đến đó sau vậy. Hoặc là đợi đến khi em đến Thượng Hải thì chúng ta sẽ cùng đi. Lý Vân Huyền nói, quan vẫn ổn chứ. Ở trên mạng có nhiều người mắng chửi cô ấy lắm. Bây giờ cô ấy rất mạnh mẽ, không còn nhút nhát như lúc trước nữa đâu, chuyện này em cứ việc yên tâm. Tề Đảng Nhàn nói. Có anh chăm sóc cô ấy, em rất yên tâm. Lý Vân Huyền nói một câu móc mỉa. Tề Đảng Nhàn ho khan vài tiếng, thứ yêu tinh này thật là thông minh. Trước đây cô ấy đã nhìn ra được chuyện hắn quan tâm Dương Quan hơn mức bình thường, bây giờ hai người họ cùng đến Thượng Hải, nếu như không xảy ra chuyện gì đó thì mới kỳ lạ đó. Nhưng cô ấy cũng biết rất rõ rằng đàn ông chính là những hạt cát không thể nào nắm chắc được, nhất là thứ đàn ông chó má lẳng lơ và rẻ tiền như Tề Đảng Nhàn. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, đợi khi nào đến Thượng Hải rồi em sẽ lại nói chuyện với anh sau. Lần này em còn phải vác theo một số nhiệm vụ đến đó nữa. Lý Vân Huyền nói. Hướng Tổng mới thực sự là nhà tư bản chết tiệt, đây là chuẩn bị hoàn toàn vắt kiệt em rồi. Con mẹ nó em sắp mệt đến chết mất rồi. Dạo này anh phải tắm rửa sạch sẽ một chút đấy, không được để người khác vắt kiệt em mãi như thế được. Cô ấy lớn tiếng trách móc vài câu, sau đó bụp một tiếng cúp điện thoại luôn. Tề Đảng Nhàn run lên bần bật. Dạo gần đây cơ thể này của hắn đang có chút suy nhược mà. Sau khi đi đến địa điểm thứ tư thì vẫn không có được bất cứ manh mối gì liên quan đến Hồng Thiên Đô, điều này khiến cho Tề Đảng Nhàn cảm thấy có chút chán nản và chùn bước. Đúng thật là mò kim đáy bể mà, bao nhiêu nhân tài của nhà tù U Đô cùng nhau phân tích mà vẫn không bắt được ông ta. Chẳng trách bao nhiêu năm như vậy rồi mà ông ta vẫn luôn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Tề Đảng Nhàn thở dài một cái. Khi đi qua một đường hầm dưới lòng đất, hắn nghe thấy một tiếng guitar dễ nghe. Một cô gái đang ngồi bệt trên đất, trong tay ôm một cây đàn guitar bằng gỗ rách nát, hai mắt cô đờ đẫn nhưng lại cất tiếng hát trong trẻo khiến cho người khác phải xúc động. Lately I've been historic, I've been too long on my own. Tề Đảng Nhàn vừa nghe thấy đoạn đầu đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó là bài hát Beautiful do ca sĩ mà hắn thích nhất là Eminem sáng tác. Bài hát này rất hay, nó được sáng tác khi anh ấy bị mê sảng trong thời kỳ cai nghiện,
nó mang theo một chút than thở khi ăn năn hối hận, đồng thời cũng có thể từ trong giai điệu thư giãn đó nghe ra được một chút hy vọng. Tề Đẳng Nhàn nghe hết một bài hát rồi đưa tay ra móc vào túi áo của mình, vừa hay lấy ra được một tờ 100 tệ, hắn đi tới trước mặt cô gái, ngồi xổm xuống và bỏ tiền vào trong hộp đàn guitar. Cảm ơn, cô gái nói. Rất nhiều người đều cảm thấy bài hát này rất hay nên đã thưởng cho cô ấy một khoản tiền, thế nhưng cô ấy đều không hề nói lời cảm ơn, chỉ khi Tề Đẳng Nhàn bỏ tiền xuống rồi thì cô ấy mới nói ra câu cảm ơn. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới phát hiện ra rằng cô gái ấy là một người mù. Bọn họ đều ném tiền xuống rồi bỏ đi, chỉ có một mình anh là ngồi xuống để cho tôi tiền. Vậy nên, cảm ơn anh, cô gái mỉm cười và nói. Anh ơi, anh nhất định là một người rất ấm áp, mong rằng thế giới này cũng sẽ đối xử với anh một cách ấm áp. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười, sau đó đứng dậy và rời đi, cô gái là một người mù nên thính lực vô cùng tốt. Mặc dù đôi mắt bị mù rồi nhưng trái tim thì vẫn rất rộng mở. Tâm trạng ủ rũ của hắn trong chốc lát đã tốt hơn rất nhiều, âm nhạc chính là như vậy đấy, nó luôn có thể mang đến cho con người một sức mạnh kỳ diệu nào đó và cảm hóa cảm xúc của con người. Sau khi bận rộn suốt cả một ngày, Tề Đẳng Nhàn vẫn không tìm thấy được tung tích của Hồng Thiên Đô, thế nhưng tâm trạng của hắn đã không còn ủ rũ như trước nữa rồi. Phía bên nhà tù U Đô vẫn đang tiếp tục tiến hành phân tích, tin tức cuối cùng sẽ do Tham Lang tổng hợp lại và sàng lọc ra những cái đáng tin nhất. Anh Tề, con gái của Giang Sơn Hải là Giang Khuynh Nguyệt sắp tổ chức tiệc sinh nhật, bọn họ đã gửi thiệp mời cho Văn gia chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn về đến bệnh viện. Cái mông còn chưa ngồi ấm thì đã nhận được điện thoại của Tần Đường Ngọc. Tiệc sinh nhật của con gái Giang Sơn Hải thì có liên quan gì đến các cô chứ? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Chuyện là thế này, theo như những gì Giang Sơn Hải nói thì ông ta chuẩn bị mượn bữa tiệc sinh nhật lần này để cho con gái của mình và một nhân vật lớn đính hôn với nhau. Mọi người đều là con cháu của Long Môn, đương nhiên cũng không tiện từ chối không đi. Thế nhưng anh cũng biết tình hình sức khỏe của cậu Văn rồi đấy, và lại, cái đám người đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Văn gia chúng tôi như hổ đói. Vậy nên tôi muốn mời anh cùng đi với chúng tôi. Tần Đường Ngọc gượng cười với vẻ bất lực và nói. Trước đây Văn gia đã từng là lãnh chúa ở Thượng Hải và không thua kém gì so với Dương gia chính là bởi vì có Văn Dũng Phu là giám đốc Long Môn. Lại cộng với việc Văn Tư Thuận có cái danh là bậc thầy thiếu niên nên hầu như không có ai dám chọc vào bọn họ. Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc, đúng thật là mình chưa từng gặp cái vị phó giám đốc tên là Giang Sơn Hải kia lần nào, nếu đã có cơ hội này rồi thì hắn cứ đi xem thử xem sao là được rồi. Hắn còn chưa kịp đồng ý thì Tần Đường Ngọc đã vội vàng bổ sung thêm, Tề Tổng, Giang Khuynh Nguyệt được mệnh danh là Mỹ nữ số 1 Thượng Hải đó. Tề Đẳng Nhàn nói, được. Bao giờ thì đi, cô nói thử xem nào. Cái đồ háo sắc này, quả nhiên nghe thấy có mỹ nữ cái là vội vàng đồng ý ngay. Trong lòng Tần Đường Ngọc âm thầm mắng thêm một câu, cảm thấy Dương Quan Quan suốt ngày gọi Tề Đẳng Nhàn như thế cũng không phải là không có lý. Nếu như Tề Đẳng Nhàn biết được suy nghĩ của Tần Đường Ngọc lúc này thì chắc chắn hắn sẽ kêu oan, rõ ràng là vốn dĩ hắn cũng đang chuẩn bị đồng ý mà. Sao thế, lại có chuyện gì à? Dương Quan Quan đang đọc sách, nghe thấy Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại thì lập tức quay đầu sang hỏi. Đúng đó, Tề Đẳng Nhàn đặt điện thoại xuống và cười với cô ấy, ngày mai tôi sẽ đi tham gia một buổi tiệc sinh nhật, nhân vật chính là Giang Khuynh Nguyệt, con gái của Giang Sơn Hải, phó giám đốc Long Môn Thượng Hải. Nghe nói cái cô Giang Khuynh Nguyệt này chính là Mỹ nữ số 1 Thượng Hải. Dương Quan Quan hừ lạnh một cái và nói, cái gì mà Mỹ nữ số 1, một cái bình hoa mà thôi. Có biết đánh nhau như tôi không chứ? Cái đồ thô lỗ này, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lườm cô ấy một cái và thản nhiên nói. Hắn cũng không biết việc mình đào tạo Dương Quan Quan thành cái tính cách thô lỗ này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc thay đổi, thô lỗ cũng khá tốt mà, ít nhất thì cũng không cần lo đến việc sẽ bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, sau khi luyện võ tốt rồi thì sự dẻo dai của cơ thể sẽ vô cùng tuyệt vời, khi mở khóa các tư thế thì chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao. Mới chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Hắn ở lại trong bệnh viện với Dương Quan Quan thêm một buổi tối nữa, nhưng còn đám người của nhà tù U Đô thì lại chẳng hề ngơi nghỉ.
uy quyền của Tề Bất Ngữ còn cao hơn so với Tề Đảng Nhàn một bậc, ông ấy ở đó giám sát, không có một ai dám lười biếng, ai nấy đều dốc hết sức để phân tích và bàn luận, không hề có lấy một chút lơ là. Sau khi phân tích hết cả một đêm, bọn họ đã lấy được không ít tin tức, còn về việc nó có tác dụng hay không thì chỉ đành đợi xem kết quả sau khi điều tra thôi. Tề Đảng Nhàn ăn bơ làm biếng, hắn phát huy hết đặc điểm của một nhà tư bản chó má, bản thân thì lười biếng nhưng lại thúc giục ba người khổ cực nhóm đồ phu tiếp tục đi điều tra. Hôm nay cứ nằm yên mặc kệ sự đời vậy, Tề Đảng Nhàn suy nghĩ một cách bất lực, mấy ngày gần đây tinh thần của hắn đã phải căng thẳng quá mức rồi, dù sao thì hắn vẫn luôn phải cảnh giác xem Triệu Hồng Tụ liệu có ra tay với mình hay không. Cũng có lẽ là Triệu Hồng Tụ biết được hắn là một người không dễ đối phó nên không muốn trực tiếp tìm đến mà đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Điện thoại vang lên, Tề Đảng Nhàn nhận được tin nhắn của Trần Ngư, có đang ở đó không? Tề Đảng Nhàn hỏi, có chuyện gì? Trần Ngư nói qua một lượt những chuyện xảy ra ở Nam Dương dạo gần đây với Tề Đảng Nhàn, nhân tiện còn nói qua một chút về động tĩnh của Từ Ngạo Tuyết. Chuyện của Trần Liệt còn phải cảm ơn anh đấy. Tề Đảng Nhàn khịt mũi coi thường, cái tên Trần Liệt này đúng là không giữ chữ tín, ảnh tự sướng đã hứa đâu rồi. Tề Đảng Nhàn thầm nghĩ, sau này có lẽ mình sẽ còn phải đến Nam Dương một chuyến nữa mới được. Anh đang làm gì đấy? Sau khi nói xong chuyện chính, Trần Ngư bèn hỏi một câu tán gẫu. Đang nằm dài một cách buồn chán, Tề Đảng Nhàn thành thật trả lời. Có muốn xem chân không? Trần Ngư lại gửi tin nhắn đến. Sau đó là một tấm ảnh. Một bức ảnh chụp một cặp chân dài được gửi đến, khiến cho Tề Đảng Nhàn không khỏi trợn to mắt, được lắm, đôi chân này thật dài. Tề Đảng Nhàn hỏi, có được xem chỗ khác không? Trần Ngư dứt khoát gửi lại một biểu cảm khinh thường rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Trần Liệt cũng giữ chữ tín đấy chứ, Tề Đảng Nhàn nhe răng cười một cái. Dương Quan Quan nói, sao anh lại cười một cách đê tiện như thế, anh đang xem cái gì thế hả? Tề Đảng Nhàn tắt điện thoại đi và thản nhiên nói, không có gì đâu, tôi chỉ đang xem vài đoạn phim hài hước mà thôi. Dương Quan Quan cười khẩy và nói, chắc là lại cho mấy nữ streamer đó vào danh sách yêu thích chứ gì. Tề Đảng Nhàn nói, tôi đã nói rồi, cái nền tảng đó tự mình thêm vào cho tôi đó, không phải tôi lưu nó vào đâu. Không liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ thích xem cô Livestream mà thôi. Dương Quan Quan chỉ có thể giơ ngón tay giữa lên để biểu thị sự khinh bỉ đối với sự vô liêm sỉ của hắn. Từ sau khi biết được Tề Đảng Nhàn cũng đến xem Livestream của mình, hầu như ngày nào cô ấy cũng ăn mặc kín đáo khi lên Livestream để đề phòng cái tên háo sắc này. Đến buổi trưa, khi Tề Đảng Nhàn rời khỏi bệnh viện thì vừa hay gặp được hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc đang đến đón hắn. Anh Tề, sau khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, hai người họ đều chào hắn với vẻ khách sáo và cung kính. Mặc dù bọn họ thực sự có chút khó có thể đồng ý với phong cách làm việc và nói chuyện của cái tên Tề Đảng Nhàn này nhưng dù sao thì người ta cũng đã giúp mình một chuyện rất lớn, nói là có ơn tái tạo cũng không hề quá đáng. Tề Đảng Nhàn lên xe của hai người, sau đó đi thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc. Bữa tiệc này được tổ chức ở trong một căn biệt thự. Hơn nữa vị trí của căn biệt thự chính là ở trong khu người giàu và Tôn Dĩnh Thục đang sinh sống. Anh Tề, chúng ta đến rồi. Tần Đường Ngọc nhắc nhở một câu. Ồ, Tề Đảng Nhàn đáp lại một tiếng và nhảy xuống khỏi xe, người có tiền đúng thật là chịu chơi mà, tùy tiện làm một bữa tiệc sinh nhật thôi mà cũng phải hoành tráng đến như thế này. Đi vào trong sân biệt thự là có thể nhìn thấy đủ loại đồ trang trí bắt mắt và những nhân viên phục vụ nam nữ mặc lễ phục đang qua lại không ngớt giữa đám người, còn có đầu bếp đang nấu ăn ở ngay bên cạnh bàn ăn nữa. Và lại, trong số những khách mời này còn có một số minh tinh khá là nổi tiếng nữa, những minh tinh này khi ở trước mặt người ngoài thì là cao không thể với, thế nhưng khi ở trong rất nhiều các vị khách quý ở đây thì bọn họ chỉ là những vật trang trí mà thôi. Khi gặp phải một số nhân vật lớn, bọn họ vẫn phải cúi xuống gật đầu chào hỏi như những người khác. Ở chính giữa sân có dựng một cái sân khấu nho nhỏ, trên sân khấu có treo một tấm ảnh nghệ thuật của Giang Khuynh Nguyệt, sau đó xung quanh dùng bóng bay vây quanh và ghép thành bốn chữ sinh nhật vui vẻ. Tề Đảng Nhàn đánh giá một lượt tấm ảnh này, cô gái trên tấm ảnh mặc một bộ váy trắng, trang điểm tinh tế, hàng mi thanh mảnh, cái cổ thẳng tắp, cái mũi nhỏ xinh. Trong đôi mắt tràn đầy sức sống giống như thể sắp chiếu ra khỏi bức ảnh vậy.
Tần Đường Ngọc nói Giang Khuynh Nguyệt là mỹ nữ số 1 Thượng Hải, chỉ nhìn từ tấm ảnh này thôi là Tề Đẳng Nhàn đã cảm thấy cái danh xưng đó không hề quá đáng rồi. Mặc dù không có khí chất và vẻ ngoài đỉnh cao hàng đầu như Trần Ngư nhưng cũng đủ để khiến cho vô số những tên đàn ông phải đổ dạp hết rồi. Một người tên là Trần Ngư, một người tên là Giang Khuynh Nguyệt à, gọi thẳng là Giang Bế Nguyệt chẳng phải rất tốt hay sao? Tên của hai người này cũng hợp với tình hình phết đấy. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn bỗng xẹt qua những suy nghĩ lộn xộn. Tề Đẳng Nhàn đánh giá tấm ảnh đó đến mê mẩn cả người, trong lúc không để ý, hắn đã đụng phải cánh tay của một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm ly rượu trong tay, hắn chỉ mới chạm nhẹ một cái thôi, không ngờ rằng người phụ nữ đó lại ngay lập tức xù lông. Thằng oát con, không có mắt à? Người phụ nữ xinh đẹp quay đầu lại và dùng ánh mắt lạnh lùng để đánh giá Tề Đẳng Nhàn. Văn Tư Thuận vội vàng đi đến, gượng cười và nói, bà Hà, thật là xin lỗi, ban nãy anh ấy không để ý, bà đừng để bụng làm gì, hãy nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này đi nhé. Sau khi nhìn thấy Văn Tư Thuận, khóe miệng bà Hà bỗng nhếch lên một cách khinh miệt và nói, tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là thiếu đà chủ Văn à. Cậu muốn tôi nể mặt cậu à? Nếu như là trước đây, cho dù tôi không muốn nể mặt thì cũng nhất định phải nể mặt cậu đấy. Nhưng còn bây giờ, cậu cảm thấy cậu là cái thá gì mà cũng xứng để bảo tôi nể mặt cậu. Trừ phi cậu bảo người bố đã chết kia của cậu đội mồ sống dậy. Văn gia bây giờ chính là đang ở trong tình trạng dậu đổ bìm leo như thế đấy, ai ai cũng muốn thừa nước đục thả câu để bắt nạt bọn họ một trận, cho dù là Đường Văn Trác xưng huynh gọi đệ với Văn Dũng Phu năm đó cũng đã trở thành một kẻ vô ơn. Sau khi nghe thấy lời này của bà Hà, sắc mặt của Văn Tư Thuận bỗng trở nên cứng đờ, quai hàm cũng trở nên căng cứng. Nếu như đổi lại là trước đây, ai dám nói chuyện với anh ta như thế sao? Anh ta sẽ dứt khoát giáng cho người đó một cái bạt tai. Nhưng còn bây giờ thì sao, không được đâu. Chồng của bà Hà người ta chính là Hà Lỗi, phó trưởng ban của ban chính trị Thượng Hải, Văn gia bây giờ không thể chọc vào nhân vật lớn như thế được nữa đâu. Thằng oát con, lập tức xin lỗi tôi ngay. Bà Hà quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn và lạnh lùng quát lên. Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không để ý. Tề Đẳng Nhàn cười một cái và nói. Sắc mặt của bà Hà bỗng chốc thay đổi, bà ta nói với giọng không vui, cậu có thái độ gì thế hả? Tề Đẳng Nhàn vô cùng kinh ngạc, không phải chỉ là đụng nhẹ một cái thôi hay sao? Chẳng lẽ còn muốn mình phải quỳ xuống để dập đầu luôn à? Thực ra khi nghe thấy giọng điệu của bà Hà là Tề Đẳng Nhàn đã có chút không vui rồi, nhưng dù sao thì cũng là mình đã không cẩn thận mà đụng vào người ta nên hắn vẫn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng một chút. Tần Đường Ngọc cau mày nói, bà Hà, mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi đấy, Tề Tổng không cẩn thận đụng vào bà, anh ấy đã xin lỗi bà rồi, bà đừng có so đo từng tí làm gì. Bà Hà quay đầu lại nói với Tần Đường Ngọc, thì ra là cô Tần à, cô cảm thấy bây giờ mình là cái thá gì mà có tư cách để nói chuyện với tôi như thế hả? Hay là cô và thiếu đà chủ của cô cảm thấy Văn gia bây giờ vẫn còn có thể nhảy nhót ở trước mặt tôi? Tề Đẳng Nhàn nhìn cái người tên là bà Hà này thì không khỏi cau mày, sau đó cảm thấy bà ta trông có hơi quen mắt, hình như là đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Tiếng động bên phía bà Hà đã thu hút sự chú ý của không ít người. Mọi người đều không đi với chõ miệng vào mà chỉ đứng từ xa để quan sát, bởi vì hôm nay nơi này chính là sân nhà của Giang gia. Giang Sơn Hải là phó giám đốc hiện tại của Long Môn Thượng Hải, là nhân vật có sức cạnh tranh vị trí giám đốc nhất. Mà người đang đối đầu với bà Hà thì lại là người của Văn gia, trong chuyện này có chút gì đó khiến cho người khác cảm thấy vô cùng tế nhị. Văn gia không giúp được gì cho cậu đâu, cũng không chống lưng được cho cậu đâu, bởi vì bọn họ biết rất rõ rằng ở trước mặt tôi, bọn họ chỉ đơn giản là một con hổ giấy mà thôi. Bà Hà quay đầu lại nhìn về phía người đang thất thần là Tề Đẳng Nhàn, cười khẩy và nói, vậy cho nên, thằng oát con. Tốt nhất là cậu hãy nghĩ cho kỹ xem làm thế nào để có được sự tha thứ từ tôi đi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái với vẻ vô tội và nói, bà Hà, bà nói thử xem, tôi đã xin lỗi bà rồi, tôi còn phải làm gì nữa đây? Bà Hà nói với giọng kiêu ngạo, thật là mất hứng, thế mà lại bị một kẻ bỉ ổi như cậu đụng vào, thật khiến cho tôi ghê tởm mà. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ giật, bà ta lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Ôi!
Văn gia thực sự đã sa sút rồi, đã bị bắt nạt như thế rồi mà vẫn không dám phản kích lại. Phản cái dám chứ phản, già thì chết rồi mà trẻ thì lại tàn tật, bọn họ còn có năng lực gì để thách thức người khác đâu chứ? Nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây bà Hà làm sao thế nhỉ? Hình như bà ấy đang rất giận dữ, tôi cảm thấy dạo gần đây bà ấy đã thay đổi rất nhiều rồi. Chính vào lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước đến, ông ta mặc một bộ Âu phục màu trắng, trông rất phong độ và lịch lãm, vừa mới bước đến đã vỗ vỗ vai Tề Đẳng Nhàn. Người này chính là Giang Sơn Hải. Sau đó, ông ta cười ha ha với bà Hà và nói, bà Hà, thôi nào, hôm nay là sinh nhật của con gái tôi, bà đừng tức giận như thế mà. Cậu nhóc này không hiểu chuyện, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi bà có được không? Bà Hà không dám không nể mặt Giang Sơn Hải, bà ta nở nụ cười, gật đầu một cái rồi nói với Tề Đẳng Nhàn, hôm nay coi như cậu may mắn. Đám đông nhìn thấy một màn này thì đều bỗng chốc sửng sốt, sau đó ai nấy đều bắt đầu rơi vào trầm tư. Trước đây Văn gia chính là cột trụ của Long Môn Thượng Hải, thế mà bây giờ đây bọn họ lại rơi vào tình trạng bị người khác bắt nạt. Gặp phải rắc rối còn cần Phó Giám đốc Giang Sơn Hải đứng ra giải quyết, hơn nữa, bà Hà lại nể mặt Giang Sơn Hải đến như thế. Trong chuyện này, có phải đang phát ra tín hiệu gì đó hay không? Hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc rõ ràng là cũng đã nhận ra điều gì đó rồi, vẻ mặt của hai người ngay lập tức trở nên tái nhợt, chẳng lẽ là Giang Sơn Hải đã cố tình sắp xếp cho bà Hà và Tề Đẳng Nhàn xảy ra mâu thuẫn để dễ đạt được mục đích là làm mất mặt Văn gia? Có điều, chắc là không trùng hợp đến thế đâu nhỉ. Bà Hà người ta có thân phận như thế nào cơ chứ, dựa vào cái gì mà bà ta phải phối hợp với Giang Sơn Hải chứ? Cậu nhóc, lần sau đừng có bất cẩn như thế nữa đấy. Hôm nay những người có mặt ở đây đều là những người có thân phận và địa vị, cậu không động vào được đâu. Giang Sơn Hải cười cười và nói với Tề Đẳng Nhàn. Ồ, thế thì cảm ơn ông Giang nhé. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì bỗng chốc trở nên vui vẻ, hắn không phản bác lại điều gì mà chỉ thuận thế đồng ý. Giang Sơn Hải lại quay đầu ra cười với Văn Tư Thuận và nói, cháu trai, lâu ngày không gặp, sức khỏe của cháu đã tốt lên chút nào chưa? Văn Tư Thuận nhàn nhạt nói, nhờ có chú Giang quan tâm nên đã khỏe hơn nhiều rồi. Sau khi nghe thấy lời này, Giang Sơn Hải chỉ cười cười một cái, thế nhưng nụ cười này ít nhiều gì cũng lộ ra một chút ý vị thâm sâu. Sau khi chào hỏi một câu, Giang Sơn Hải bèn xoay người rời khỏi và đi hàn huyên với các vị khách quý khác. Có phải ông ta cố tình sắp xếp chuyện của bà Hà để làm mất mặt Văn gia chúng ta không? Văn Tư Thuận nhìn về phía Tần Đường Ngọc và hỏi với vẻ mặt có hơi khó coi. Bà Hà có thân phận cao quý, chắc là ông ta không thể sai khiến được bà ta đâu. Chuyện ban nãy có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần Đường Ngọc do dự một lúc rồi lắc lắc đầu. Văn Tư Thuận lạnh lùng nói, bà Hà cũng là người có thân phận và địa vị, việc gì bà ta phải trở mặt với người khác ở trong bữa tiệc chỉ vì chút mâu thuẫn còn con này. Lại còn nói chuyện một cách khó nghe như vậy nữa. Tần Đường Ngọc nói, có lẽ là tâm trạng không được tốt lắm, phụ nữ mà, ai mà chẳng có mấy ngày tâm trạng không tốt. Văn Tư Thuận cũng không muốn truy cứu chuyện này thêm nữa, mặt mũi của Văn gia cuối cùng vẫn vì chút chuyện của bà Hà ban nãy mà xuống dốc không phanh rồi. Quan trọng nhất là vào thời khắc cuối cùng, người đứng ra giải quyết vấn đề lại là vị phó giám đốc Giang Sơn Hải kia. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người bồn chồn trong lòng xem rốt cuộc có nên đứng ở trên cùng một chiến tuyến với Văn gia nữa hay không đây. Là lỗi của tôi, khiến cho mọi người bị mất mặt rồi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói với hai người họ. Anh Tề không cần phải tự trách làm gì, chuyện này không phải là lỗi của anh đâu. Tần Đường Ngọc vội vàng nói. Văn Tư Thuận cũng nói, anh Tề không làm sai gì cả, người sai chính là bọn họ. Chỉ là bây giờ thế lực của chúng ta không bằng người ta nên khó tránh khỏi việc phải nhìn mặt bọn họ mà thôi. Tề Đẳng Nhàn bèn nói, cũng không cần phải quá lo lắng làm gì, nằm gai nếm mật ấy mà, mặt mũi mất rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm lại được thôi. Tần Đường Ngọc nói, chỉ cần anh Tề bằng lòng giúp đỡ Văn gia chúng tôi thì chúng tôi đương nhiên sẽ có thể tìm lại được chỗ mặt mũi đã mất. Bây giờ Văn gia đã đang ôm chặt lấy cái đùi của Tề Đẳng Nhàn rồi. Dù sao thì bọn họ cũng đã biết chuyện Tề Đẳng Nhàn chính là giám đốc hiện tại của Long Môn Thượng Hải rồi. Đám người Giang Sơn Hải,
Tống Chí Mai có tranh đấu gay gắt hơn nữa thì cũng vô dụng cả thôi, bởi vì trong tay bọn họ không có ngọc tùy đại diện cho thân phận của giám đốc Long Môn. Cộng thêm việc có cấp dưới cũ của Văn gia ủng hộ thì việc Tề Đẳng Nhàn muốn áp đảo toàn bộ Long Môn Thượng Hải cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Yên tâm, đến lúc đó Văn gia các người tất nhiên sẽ được nở mày nở mặt, ít nhất thì cũng không thể kém hơn ngày trước được. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Dạo gần đây hắn cũng đang suy nghĩ về chuyện này, trong lòng cũng đã có một phương án khá ổn rồi. Cái người tên Giang Sơn Hải này quá nửa là sẽ dựa vào Triệu gia rồi, để cho ông ta thăng chức là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tống Chí Mai à, đó là nhạc mẫu phu nhân tương lai của mình, tất nhiên là phải thân thiết hơn một chút. Nếu như Văn gia bên này đã nương nhờ vào mình rồi thì hắn cũng không thể làm ra chuyện qua cầu rút ván như Chu Nguyên Chương được. Người của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo đến rồi, đó là thần bài Diệp Kế Hùng. Lúc này, không biết là ai đã hô lên một tiếng kinh ngạc. Đám đông nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trong bộ Âu phục và đôi giày da bước vào trong sân, mỗi nơi anh ta đi qua đều nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng từ các người đẹp. Các nhân vật lớn trong thành phố Thượng Hải đều có một loại kiêu ngạo trịch thượng ở trong người, bởi vì Thượng Hải là một đô thị tài chính, và theo quan điểm của bọn họ, những người được gọi là nhân vật lớn đến từ các gia tộc lớn ở nơi khác đều chỉ là những kẻ nhà quê mà thôi. Nhưng bọn họ lại không dám xem thường Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo. Diệp gia người ta kiểm soát 30% số sòng bạc lớn nhỏ trong toàn thành phố Kinh Đảo, thu nhập hàng ngày lên tới hàng chục triệu, vào mùa du lịch cao điểm thậm chí còn đạt mức thu nhập hàng ngày kinh khủng lên đến hàng trăm triệu. Và lại, Kinh Đảo cũng là một thành phố quốc tế, các sòng bạc ở đó nổi tiếng trên toàn thế giới, sòng bạc của Diệp gia còn là nơi tổ chức rất nhiều kỳ thi poker quốc tế nữa. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn thấy Diệp Kế Hùng thì đã cảm thấy vui vẻ, đây chẳng phải là cái tên nhóc đã chơi blackjack với mình hay sao? Lần trước anh ta được Từ Ngạo Tuyết mời đến để phá đám hướng Đông Tinh, kết quả lại bị hắn làm cho phải chạy về Kinh Đảo trong sự nhục nhã, còn nói cái gì mà nếu như không thắng lại được thì cả đời này sẽ không gọi là thần bài nữa. Chắc không phải cậu Diệp chính là mối lương duyên mà ông Giang chuẩn bị cho Giang Khuynh Nguyệt tiểu thư đâu nhỉ? Như thế thì thật là xứng đôi mà. Có người không nhịn được mà khẽ giọng hỏi. Các mối quan hệ của Phó Giám đốc Giang thật là lợi hại, thế mà ngay cả Diệp gia ở Kinh Đảo cũng bằng lòng nể mặt ông ấy, tôi thấy cái chức Giám đốc của Long Môn Thượng Hải chắc chắn sẽ thuộc về ông ấy thôi. Khi đang nói chuyện, một nhóm khách quý khác đã lại đến bữa tiệc, mỗi người trong số họ đều có thể nói là những nhân vật tương đối quan trọng. Thượng quan, không ngờ ngài cũng ở đây đấy. Tề Đẳng Nhàn đang bận đánh giá Diệp Kế Hùng thì bả vai bỗng nhiên bị người khác vỗ vào một cái. Trên thực tế thì các cao thủ võ học đều không thích bị người khác bất thình lình vỗ vào vai một cái, bởi vì cơ thể của bọn họ lúc nào cũng có phản ứng căng thẳng, nếu không cẩn thận thì sẽ theo bản năng mà đánh ra một cái băng quyền để đẩy người kia ra. Nhưng võ công của Tề Đẳng Nhàn đã cao đến một cảnh giới nhất định rồi, cách thức chào hỏi không mang ác ý này sẽ không khiến cho hắn sinh ra phản ứng căng thẳng. Thượng quan, ông đây đâu có mang họ thượng quan, Tề Đẳng Nhàn cau mày, nổi trận lôi đình và đáp trả lại. Ngay cả tên họ của mình cũng không rõ mà còn dám đến gần để lân la làm quen à. Người vừa vỗ vai Tề Đẳng Nhàn là Hà Lỗi bỗng chốc vô cùng xấu hổ, ông ta nói, đương nhiên tôi biết ngài không mang họ thượng quan mà là mang họ Tề, thế nhưng đối với tôi mà nói thì ngài chẳng phải là thượng quan hay sao? Tề Đẳng Nhàn đánh giá Hà Lỗi suốt một lúc lâu rồi mới nhớ ra ông ta là ai, đây chẳng phải là vị phó chủ nhiệm của ban chính trị Thượng Hải hay sao? Lần trước khi Tống Triệu Man Nhi vào trong tù, chính là ông ta đã chủ tọa phiên tòa. Ồ, thì ra là chủ nhiệm Hà à, chào ông, không ngờ rằng lại có thể gặp được ông ở đây. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười gượng gạo và nói. Ha ha ha, ban nãy Tề tướng quân đã dọa cho tôi một trận đấy. Hà Lỗi nói, Hà Lỗi là người được phe của Phó Phong Vân tuyển chọn để đề bạt, tất nhiên là ông ta biết rất rõ Tề Đẳng Nhàn có bối cảnh như thế nào rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.